tại sao phải dùng nó? Bởi vì nó sẽ có những cái tính năng nó khác biệt và sẽ giúp cho mọi người thiết kế một cách đúng nghĩa và ấn tượng hơn, chứ không phải là chúng ta dùng một cái bản bình thường như ngày xưa nhé. Tại vì vốn dĩ là nếu mà dùng bản bình thường thì nó cũng được thôi, nhưng mà nhiều lúc mình ý tưởng mình tốt hơn, mình muốn nó được hỗ trợ thì chắc chắn là mình sẽ dùng cái bản mới nhất hiện tại bây giờ. Đấy thì mình dùng CC 2017. Tất nhiên bạn có thể dùng CC 2014, 2015, 2016 và 2017, thì mình chọn 17 bởi vì mình sẽ chỉ ra điểm khác biệt giữa 14 và 17 khác nhau chỗ nào đó. Thì cái công việc đầu tiên như mình đã nói với bạn rồi là thiết kế Inut là một trong những ngành trường là mạnh nhất về thiết kế, phần mềm Inut là mạnh nhất về thiết kế. Và cái bài đầu tiên mà chúng ta được học đó là bài chúng ta mở file. Các bạn ghi đi, cách mở file. Các bạn nhìn này, cách mở file. Em ngồi đây này, em gọi điện cho Dũng đi. Đấy thì cách mở file thì trong đây nó đã có sẵn rồi, thì chúng ta chỉ việc ấn vào cái phần new. Các bạn nhìn thấy phần new rồi chưa? Nhìn phần new chưa? Chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái như các chương trình khác là CC 2015, thì nó không có bày ra cho chúng ta như này, nhưng CC 2007 thì nó sẽ bày cho chúng ta tất cả những hệ thống như này. Có nghĩa là gì? Cái Inut nó phục vụ cho được những cái ngành nghề nào. Ví dụ nó thiết kế cho mobile, các bạn nhìn thấy thiết kế mobile chưa? Và cái thiết kế mobile mà dành cho người designer như chúng ta đấy, thì chúng ta phải nắm rõ được mặt kích thước của từng cái sản phẩm đấy. Ví dụ trên mobile của Samsung là gì, kích thước bao nhiêu, thì mình làm như này nó sẽ không bị to quá và cũng không bị nhỏ quá và không bị vỡ hình. Đấy là chuyện đương nhiên chúng ta làm. Tiếp theo chúng ta có thể hiểu về thiết kế web. Các bạn có thể cung cấp tất cả dữ liệu cho cái việc làm phim. Ví dụ như các bạn thấy là cái bây giờ ở trên mạng có rất nhiều loại phim 2D. Em nhìn phim 2D chứ, làm người mà chỉ bằng que xong nhảy múa các kiểu á. Thì cái này nó sẽ là cung cấp, mình đang nói là cung cấp dữ liệu thôi, là cung cấp những cái hình ảnh thôi, chứ còn việc làm động thì người ta làm bằng After Effects, chứ người ta không làm bằng cái không làm bằng AI này. Các bạn nhớ nhá. Nhưng đây là một trong những cái bộ gọi là bộ của Adobe, và nó được liên thông với nhau để nó tạo ra một sản phẩm cuối cùng. Chuyên vẽ thì người ta có thể dùng Illustrator và Photoshop, nhưng mà chuyên làm về hiệu ứng và hậu kỳ thì người ta làm After Effects. Chuyên gia làm về phim ảnh, cắt phim thì người ta làm Premiere. Đấy thì khi mà bạn hiểu về đúng nghĩa của nó thì bạn sẽ làm rất là mạnh. Hiểu chưa đã? Và cái Illustrator của chúng ta sẽ là làm ở đây. Các bạn nhìn Illustrator chưa? Thì Inut này mình đã nói với em bạn là đồ họa nó chia hai mảng rất là rõ ràng, đó là truyền thông. Truyền thông là gì? Các bạn có thể làm về đồ họa cho web, đồ họa cho game, đồ họa trên mobile. Thì đấy là những sản phẩm mà các bạn thấy nó hiển thị trên màn hình đúng không ạ? Những cái gì đồ họa này hiển thị trên màn hình thì người ta dùng cái kênh màu, đó là kênh màu gì? RGB. Ví dụ các bạn nhìn thấy tôi chọn là mobile chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái kênh màu gọi là màu RGB không ạ? Vậy thì nhớ một điều rằng là các bạn xuất file hay cái gì đó nếu mà dành cho in ấn thì chúng ta sẽ không chọn RGB được, màu nó sẽ bị làm sao, bị dở quá, màu nó sẽ bị phát quang nhiều quá nên trông nó sẽ rất là xấu. Mọi người hiểu cái này nhá. Gửi cho khách hàng nhiều lúc khách hàng bảo ui sao lại màu lại khó chịu thế, bởi vì chúng ta đang xuất file với định dạng màu là sai nhá. Ok, hiểu cái này chưa? Tiếp theo, trong phần đồ họa nữa là đồ họa truyền thống, thì là tất cả những sản phẩm in ấn hiện tại bây giờ như là catalog, tạp chí, tờ rơi, rồi tất cả các thứ thì bạn sẽ chọn cho tôi là print. Thì cái print đấy thì nó sẽ tính theo cái kênh màu là CMYK, là xanh, đỏ, vàng, đen để các bạn in ấn ra. Cái này là in và đưa cho mọi người. Mọi người nhìn thấy quyển tạp chí, tạp chất các thứ chưa? Thì đấy là những cái mà dành cho kênh màu, đó là CMYK. CMYK là chỉ dành cho những cái việc mà in ra thật. Còn cái RGB là chỉ hiển thị trên màn hình thôi. Nhá. Đó. Thì sau khi mà mọi người đã hiểu toàn bộ tất cả những hệ thống như này thì bây giờ chúng ta mới đi vào cái phần đầu tiên, đó là phần in ấn thiết kế. Nó chính là cái phần print này. Các bạn nhìn thấy phần này chưa? Thì cái phần print này thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn một cái khổ giấy, đó là khổ giấy A4. Đây là khổ giấy rất là quen thuộc mà chúng ta thiết kế cho những cái ấn phẩm nhiều nhất bây giờ. Thì các bạn nhìn thấy chọn A4 chưa? Thì sau khi chọn A4 xong thì các bạn phải để ý một tí là bên tay phải của chúng ta nó sẽ có một cái, thứ nhất là tên của cái file mà chúng ta làm. Thì mình cũng khuyên các bạn rồi, đó là chúng ta
đặt tên một cách cụ thể cho cái sản phẩm chúng ta đang làm, bởi vì sau này chúng ta có nhiều sản phẩm quá thì chúng ta tìm tên cũng dễ hơn. Phần thứ hai mà chúng ta cần lưu ý nữa đó là cái phần chiều dài và chiều rộng. Các bạn nhìn chiều dài chiều rộng nha. Ngoài tên rồi thì bây giờ chúng ta đến chiều dài chiều rộng. Thì cái chiều dài chiều rộng này bây giờ nó đang mặc định là point, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cái đơn vị point là gì cả. Chúng ta chỉ quan trọng có ba loại kích thước chính thôi, đó là cm, mm và pixel. Cm, mm dành cho in ấn thật bên ngoài, còn pixel dành cho tất cả những ấn phẩm như là Facebook, là website, rồi là blog, thì các bạn sẽ tính vào pixel cho mình. Đấy là hệ thống điểm ảnh, nhớ nhé. Đấy thì lúc này tôi sẽ chọn cm, thì các bạn có thấy là ở đây nó sẽ là một chiều là 21 và một chiều là 29.7 không ạ? Có nghĩa là số lượng cm nó sẽ như này. Tiếp theo nữa thì ở đây nó sẽ có một cái nữa là oblate. Các bạn nhìn oblate chưa? Khổ giấy nằm ngang, khổ giấy nằm dọc, các bạn có thể thấy nó đảo chiều của kích thước ạ. Ok. Oblate chính là cái khả năng mà chúng ta có thể dàn trang thành PDF. Không biết mọi người biết file PDF không nhỉ? Có biết file PDF không? Đó. Thì cái file PDF này là một trong những cái file mà các bạn có thể gửi đi các nhà in, các bạn có thể gửi cho khách hàng của các bạn đọc một cách rất là dễ dàng, nhưng nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Bạn không phải là gửi một tờ mà là gửi nhiều tờ cùng một lúc. Thì cái này nó có tính năng là dàn ra một cái quyển. Có cái này là thậm chí là làm thành một cái quyển profile, profile về công ty rồi profile về cái gì đó tùy các bạn. Nhưng cái này nó có thể xuất ra file PDF được, nên là các bạn nhớ là cái OWASP chính là số trang của file PDF đấy. Nên cái này có tính năng dàn trang. Tiếp theo, các bạn kéo xuống dưới một tí nữa, ở đây nó có vùng bleed. Cái vùng bleed chính là vùng bù xén. Vùng bù xén khi mà thiết kế ra để các bạn in ấn, thì khi mà xén vào thì nó sẽ không bị nẹm vào phần nội dung của các bạn. Còn nhớ cái này không ạ? Ok, nhìn này chưa? Và tất nhiên cái kênh màu chúng ta đang dùng là CMYK rồi, bởi vì chúng ta dành cho việc in ấn. Đấy thì trong cái phần mở file này chúng ta chỉ quan tâm thứ nhất là tên, thứ hai kích thước. Kích thước dùng cái gì ạ? Cm, mm và pixel. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái gì ạ? Khổ giấy nằm ngang và nằm dọc. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn số trang. Ví dụ chúng ta thiết kế 5 trang thì chúng ta sẽ ấn số 5, thiết kế 3 trang sẽ ấn số 3, và thiết kế 1 trang thì chúng ta sẽ ấn số 1. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ chọn kênh màu chúng ta là gì? CMYK. Ở đây thì nó chỉ có CMYK và RGB thôi. Những cái gì mà các bạn để up lên Facebook thì bạn sẽ chọn RGB. Đấy, sau này có rất nhiều khách hàng người ta yêu cầu bảo em thiết kế cho anh một cái bìa Facebook, bìa của fanpage. Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải thiết kế trên kênh màu đó là RGB, bởi vì là nó sẽ được hiển thị trên màn hình. Và những cái gì được hiển thị trên màn hình đều gọi là tính theo màu RGB. Còn những cái gì mà in ấn ở bên ngoài đưa cho chúng ta nhìn thực tế bên ngoài thì chúng ta sẽ tính bằng CMYK, là xanh đỏ vàng đen. Đấy là đúng nghĩa nha. Thì cái bài tập đầu tiên thì nó chỉ là cái cách mà chúng ta hiểu về cái khổ giấy là thế nào thôi. Nó cũng khá là đơn giản. Và hy vọng rằng mọi người phải nhớ cái này một tí cho mình, được không ạ? Nào, sau khi chọn xong thì chúng ta ấn vào create thì tự khắc nó sẽ em dạng, nó sẽ có một cái khổ giấy nằm ở giữa màn hình cho các bạn. Các bạn nhìn thấy khổ giấy màn hình chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ học về cách quản lý khổ giấy. Mọi người ghi đi, cách quản lý khổ giấy. Tạo khổ giấy rồi thì bây giờ chúng ta phải học cách quản lý thôi. Nào, để muốn quản lý một cái khổ giấy thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm kiểu gì? Đó là nó sẽ có một cái lệnh, đó là Ctrl cộng. Mọi người biết Ctrl cộng không ạ? Ctrl số cộng, Ctrl cộng ở trên bàn phím của bạn là Ctrl cộng, là phóng to màn hình. Nhìn nhọn. Và Ctrl trừ là thu nhỏ cái màn hình đó. Đúng không ạ? Đấy, thì trong quá trình khi mà các bạn ghi Ctrl cộng và Ctrl trừ thì mọi người nên đóng khung cái từ đó lại cho mình. Bởi vì làm sao? Bởi vì sau này chúng ta ghi rất nhiều bài mà chúng ta không đóng khung thì chúng ta muốn xem lại bài cũ, chúng ta sẽ không thấy điểm nhấn nào cả. Nên chúng ta tìm khó, mà tìm khó thì như thế là sẽ rất là mất thời gian. Ctrl cộng là phóng to màn hình, Ctrl trừ là thu nhỏ màn hình. Vậy tại sao phải dùng Ctrl cộng và tại sao phải dùng Ctrl trừ? Thì các bạn nhớ một điều rằng là trong một bản thiết kế, chúng ta khi mà nhìn bao quát, ví dụ mắt của chúng ta nhìn trên màn hình của chúng ta thấy rằng là nó vẫn trong tầm mắt chúng ta và chúng ta rất là dễ bao quát nó rất dễ. Nhưng chúng ta phải biết rằng là khi in ra thật thì chúng ta mới biết rằng cái sản phẩm của chúng ta bị lỗi một chút xíu, có nghĩa là cái chữ có thể lên trên một chút xíu và cái hình ảnh mình thiết kế nó bị lệch xuống một chút xíu, thì trong lúc nên rất vô duyên. Ví dụ như chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta không thể phát hiện bằng mắt thường được. Các bạn hiểu cái này chưa đã?
Và chỉ cái một tí đấy nó sẽ đánh giá bạn là người có cẩn thận hay không, bạn là người có trách nhiệm hay không, và bạn là người có thiết kế tốt hay không. Chứ không phải là bạn nhanh nhá, nhanh mà ẩu vứt đi đấy ạ. Đấy thì các bạn nhìn này, tôi sẽ thiết kế, tôi phóng cộng tăng thêm cộng rất là to. Và như vậy thì tôi thiết kế những cái đối tượng chi tiết nhỏ một cách xuất sắc và nó một cách chi tiết hơn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và cái sự chuyên nghiệp nó nằm ở những cái chi tiết này. À, hai ông làm giống nhau, một ông làm nhanh, một ông làm gì ạ? Làm nhanh nhưng một ông làm cũng nhanh nhưng mà chi tiết hơn, thì chắc chắn là ông chi tiết hơn nó sẽ rất là tốt, bởi vì sản phẩm cuối cùng chính là sản phẩm in ra. Và tôi cũng có còn một lời khuyên dành cho tất cả những cái bạn nào mà thiếu về mặt kinh nghiệm trong in ấn, thì trước khi in ấn bất cứ một sản phẩm nào bạn cứ in đen trắng, bởi vì đấy là hình thức gọi là đổi kinh nghiệm. Bạn biết đổi kinh nghiệm trong giá trị 1.000 chưa, 1.000 đồng chưa? À, có nhiều người bảo thiết kế mà cái chữ này nó to quá. À không, có những người bảo nào ủa không biết cái chữ này thì mình đặt trên thiết kế mà nhìn cái màn hình của chúng ta đấy thì chúng ta thấy vừa mắt rồi, chúng ta thấy vừa mắt rồi, thiết kế màu mè chúng ta thấy vừa mắt rồi, nhưng mà khi in ra thật thì chúng ta mới biết rằng ủa chữ hơi to. Vậy thì lần sau chúng ta thiết kế lại thì chắc chắn chữ chúng ta sẽ rất là vừa. Và đấy là kinh nghiệm mà chúng ta lần sau đặt chữ không bao giờ cần in ra, đặt như nào sẽ đúng như vậy và đặt như nào sẽ được như vậy luôn. Các bạn hiểu chưa? Nên thường thường tất cả những cái kinh nghiệm ấy, người ta lấy từ thực tế ra, mà thực tế chúng ta không có thì chúng ta phải tự tạo thực tế của chúng ta. Hiểu cái này chưa đã? Nên là cái việc in đen trắng là việc rất là cần, mà trong bất cứ công ty nào cũng có máy đen trắng. Và thậm chí nếu mà chúng ta không có máy đen trắng thì chúng ta ra hàng chúng ta bảo ơ đây in cho tôi cái này cái tôi thử xem là không biết là cái sản phẩm tôi ra thực tế nó sẽ tốt hay không. Mà phần thứ hai nữa, tại sao tôi lại khuyên các bạn đen trắng, bởi vì là cái việc thiết kế đấy nó cần nhất về sắc độ nhá. Trong một bản thiết kế thì cần nhất về sắc độ. À, sắc độ là gì thì các bạn nhìn này, tôi lý giải rất là đơn giản thôi. À, các bạn có thấy rằng là ví dụ tôi là người da đen, tôi tên là Khánh, tôi là người da đen, và các bạn sẽ thấy rằng là tôi có đen bằng mấy thì tôi, các bạn có thấy rằng trên chân dung của tôi thì có chỗ nó rất là đậm, có những chỗ thì nó không đậm bằng cái chỗ đậm nhất, xong có chỗ sáng hơn bởi vì do ánh sáng chiếu vào bên này của tôi thì bên này của tôi sáng, bên này ở giữa phần của tôi sẽ là da vừa và bên này sẽ tối hơn bởi vì bên này là phên không có ánh sáng chiếu vào. Vậy thì người ta cần nhất sắc độ để người ta làm cho cái sản phẩm của bạn có chiều sâu. Ví dụ bây giờ bạn này xem mặt của tôi, chỗ này sáng, chỗ này sáng, chỗ này sáng thì cái chân dung của tôi sẽ không có chiều sâu, và không có chiều sâu như vậy thì cái thiết kế của bạn cũng kém. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên vậy thì cái sắc độ nó làm lên từ đâu? Nó có thể làm lên từ màu. Các bạn có nhìn thấy màu xanh, đỏ, tím, vàng không ạ? Các loại màu không ạ? Thì cái màu thì thường thường nó cũng có sắc độ. Các bạn nhìn này. Các bạn có nhìn thấy khu vực này gọi là màu đậm không? Tối, khu vực này gọi là màu trung gian đúng không ạ? Trung gian gọi là màu vừa đấy ạ. Đúng không? Và cuối cùng là đây là khu vực màu sáng đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì sắc độ người ta có thể làm lên từ màu được. Đúng không ạ? Sắc độ người ta có thể làm lên từ một màu không? Nhá, sắc độ có thể làm lên từ nhiều màu và sắc độ cũng có thể làm lên từ một màu. Vì đây là một màu đấy. Tôi chuyển từ đen xuống ghi dần, ghi trắng, 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 trắng dần đến trắng hết cỡ. Thì có phải đây vẫn là sắc độ, nhưng sắc độ đây là sắc độ đậm nhất, sắc độ đây là sắc độ vừa và sắc độ đây là sắc độ sáng. Hiểu cái này chưa? Và thiết kế thì các bạn nhớ một điều rằng là nơi sáng nhất sẽ là nơi sản phẩm sẽ được đứng ở vị trí đấy. Các bạn có thấy là sáng thì thường thường các bạn bắt mắt không? Đúng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì cái nguyên tắc sáng tối phụ thuộc vào cái giá trị là các bạn thiết kế nào. Nếu sản phẩm của bạn là màu trắng thì bạn phải đặt trên nền là màu đen. Vậy cũng tương tự như vậy, nếu sản phẩm bạn là đậm nhá, sản phẩm là bạn là màu đậm, ví dụ tôi thiết kế về cái gì ạ, dầu gội đầu, bạn biết dầu gội đầu chưa, chai nó là màu đen, vậy tôi phải đặt trên nền ghi về nền trắng để nó đẩy người ta mới nhìn được cái chai dầu gội đầu thế nào chứ. Bây giờ tôi cũng là màu đen và tôi đặt trên nền đen này, các bạn có nhìn được không ạ? Vậy thì đấy là quy luật tương phản. Nhớ nhá, các bạn phải nhớ một điều rằng trong thiết kế người ta cần nhất là sắc độ, phần thứ hai là quy luật tương phản phải luôn luôn có. Bạn phải tìm ra các cặp tương phản về thiết kế thì bạn sau này làm mới tốt được. Ví dụ bạn quảng cáo cho người quảng cáo cho Hezonin, biết quảng cáo Hezonin không, là cái làm trắng trắng da trắng giết các thứ đấy. Ví dụ quảng cáo cho tôi chẳng hạn, tôi sẽ làm một cái việc rất là đơn giản là tôi sẽ copy một cái hình ảnh của tôi ra, và một cái hình ảnh của tôi thì tôi giữ nguyên là bản phiên bản đúng như gốc của tôi là màu đen, tôi da đen đấy ạ. Vòng phiên bản tôi sẽ dùng Photoshop và tôi chỉnh trắng, tôi sẽ chỉnh cho cái chân dung của tôi trắng ra và tôi sẽ ghi một ngày, và ở giữa nó sẽ có một cái nọ Hezonin, có nghĩa là một ngày sẽ được trắng từ ông này chuyển sang ông kia đấy. Vậy thì có nghĩa là cái việc trắng đen ấy nó có sự so sánh, và so sánh như vậy thì là người ta biết được cái giá trị của ông này trắng hơn hay là
Vậy thì ví dụ tôi là người thấp chẳng hạn, tôi đi với người cao thì người ta biết rằng là à, người ta quảng cáo cho thuốc canxi tăng chiều cao. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì nhưng chúng ta khi làm thiết kế thì chúng ta cũng phải để ý rằng là thị trường người ta đang cần cái gì, và người ta thiết kế người ta hay chọn cái gì. Ví dụ thường thường người ta thiết kế tại sao chọn người nổi tiếng, có bao giờ chọn chúng ta đâu, đúng không? Nếu mà chọn chúng ta thì rẻ tiền quá, nhưng mà khi mà chúng ta đưa lên thì làm gì có ai xem, làm gì có ai nhìn, đúng không? Vậy thì ít nhất chọn người nổi tiếng. Thứ hai là người xinh gái, ở Việt Nam nó là như vậy. Và chúng ta để muốn tạo ra cái tín hiệu bắt mắt và tín hiệu là đấy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta sẽ chọn sản phẩm gì để mà làm. Và thứ hai, tất nhiên vậy thì căn chuân cộng thì các bạn biết rồi, đó là cần là phóng to, và căn chuân trừ là thu nhỏ. Các bạn nhìn thu nhỏ chưa? Tại sao phải thu nhỏ? Chúng ta giải thích một tí. Bởi vì là khi mà chúng ta thiết kế một cái sản phẩm đó thì đây là khổ giấy, chúng ta sẽ vẽ một cái sản phẩm, nó có thể là hình vuông, tôi sẽ chọn tạm một cái màu nào đó. Các bạn nhìn có đồng ý tôi cái này không ạ? Vậy thì một sản phẩm khi bạn vẽ ra nó có chắc chắn là nằm ở vị trí này không, hay là nó nằm ở bên giữa, hay nằm bên tay phải, hay là xuống dưới một tí, hay nó bị bay lên trên một tí. Vậy thì nếu chúng ta thu nhỏ được thì chúng ta sẽ nhìn được tổng quan của cái thiết kế đó. Hồi xưa tôi đã được học đó là cách đặt một hình trong một hình vuông và hình chữ nhật, nên là khi mà chúng ta học xong được cái bài đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau này chúng ta đặt bố cục rất là tốt luôn. Ví dụ tại sao tôi phải đặt xong bên này mà không đặt giữa, bởi vì tôi đặt bên này bởi vì lý do là bên này phải có chữ rồi. Ok, vậy thì tôi tại sao tôi đặt giữa, bởi vì ở dưới tôi có chữ, thế thôi, đúng không? Thì gọi là cân bằng bố cục mà. Nhưng đây là tôi đang nói giải thích là tại sao phải căn chuân trừ, bởi vì khi căn chuân trừ được thì chúng ta sẽ nhìn được tổng quan của toàn bộ cái thiết kế chúng ta, là cách sản phẩm nó có bị rơi xuống dưới quá không, hay là bị bay lên phía trên, để chúng ta điều chỉnh cái bố cục làm sao cho nó hợp lý và dễ nhìn. Các bạn hiểu cái phần này chưa? Rồi, căn chuân cộng phóng to, căn chuân trừ thu nhỏ. Vậy thì khi mà căn chuân cộng căn chuân trừ nó nhiều lần quá, chúng ta hay bị mỏi tay, và đến lúc khi thiết kế người ta phải tiết kiệm từng giây từng phút một để là thật sự là làm nhanh, thì người ta sinh ra cái lệnh đó là căn chuân số 0. Căn chuân số 0 chính là trở về định dạng màn hình ban đầu của cái chương trình này. Ví dụ căn chuân cộng, căn chuân trừ và căn chuân số. Các bạn nhìn thấy số 0 chưa? Nó sẽ rất là chuẩn. À, thế là chúng ta hiểu về căn chuân cộng và căn chuân trừ và căn chuân số 0 đúng không ạ? Bây giờ tôi lại đặt ra một cái giả thiết như này. Sau này khi các bạn làm xong, các bạn học xong các chương trình của tôi, các bạn có thể đến một cái công ty nào là thử việc. Ví dụ như em và em đến một công ty thử việc, thì khi đến một công ty thì cũng có thể là em sẽ không được dùng máy của em nữa mà phải dùng máy của công ty, bởi vì là nó sẽ liên quan đến việc bảo mật toàn bộ những thông tin của sản phẩm đó. Vậy thì khi mà em vào lại ngồi đúng máy của một cái người mà người ta xóa tất cả các công cụ của em đi chẳng hạn như này, người ta xóa đi, bởi vì là cái máy đấy thì là một người người ta làm rất là siêu rồi, người ta có được quyền người ta xóa cái công cụ đi, và bao giờ người ta thích cần thì người ta cho hiện lên, bởi vì người ta siêu, đúng không ạ? Cứ gọi như thế đi. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta bị gặp trở ngại đó là gì? Bình thường chúng ta dùng rất nhiều công cụ và những công cụ đang hỗ trợ cho việc chúng ta đang làm, thì bỗng nhiên bây giờ nó mất công cụ, đúng không ạ? Và mất công cụ như thế thì chúng ta lại phải mất công thì chúng ta chọn vào Windows, và tất nhiên phải tìm ra từ đây cho đến đây. Tất nhiên tìm được nhưng mất một thời gian rất là lớn trong quá trình đi thử việc. Ví dụ bạn thử việc từ 2 giờ đến 4 giờ là phải xong sản phẩm rồi, thì bạn đã mất nửa tiếng đến gần một tiếng để cho việc tìm công cụ. Vậy đi, như vậy thì cái sản phẩm của bạn sẽ không giờ tốt, và bạn sẽ không giờ hoàn thành được nhanh được. Và chắc chắn nếu không hoàn thành nhanh và không tốt như vậy, chắc có lẽ là bạn sẽ thị trường. Tôi nói cho bạn biết thôi, làm việc bao giờ người ta cũng phải có chuẩn bị. Kể cả tôi là người thiết kế lâu rồi nhưng mà làm cái gì tôi cũng phải chuẩn bị trước nhá, đặc biệt thiết kế cho khách hàng. Và các bạn nhìn này, vậy đi ở đây người ta sẽ có một cách là cách lấy lại giao diện ban đầu. Các bạn hiểu cái nhá thì nó sẽ rất là nhanh. Nào các bạn ghi đi, cách lấy lại giao diện ban đầu của chương trình Inux. Bên đây em điện được cho Dũng chưa? Ok, em ngồi về đây, em ngồi đây cũng có sao đâu. Thì để muốn lấy lại giao diện ban đầu thì mình cũng nói lại luôn là cái mà giao diện mà mình đang dùng đó là cái này. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Mình đang dùng giao diện này. Tất nhiên nó có rất nhiều loại giao diện khác nhau, nhưng mình dùng giao diện này. Tại sao? Bởi vì giao diện này nó sẽ khiến cái màn hình rộng nhất. Mà rộng nhất thì có nghĩa là cái khu làm việc của em nó thoáng đãng, nên tôi sẽ chọn cái phương án này.
Và ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng reset. Các bạn nhìn chữ reset chưa? Có nghĩa là chúng ta làm mới lại cái giao diện đấy. Thì chúng ta ấn vào đây thì tất cả những cái hệ thống công cụ sẽ được trở về nguyên bản như ban đầu, có màu đàng hoàng. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Đấy, thế thôi. Hiểu cái reset đi chưa? Tiếp theo, các bạn nhớ một điều rằng là bây giờ thì chúng ta sẽ học về cách gọi là cách gì ạ? Chúng ta học về quản lý khổ giấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học về cách là đổ màu. Các bạn ghi đi, cách đổ màu cho đối tượng. Cách đổ màu cho đối tượng. Chúng ta đóng khung rõ ràng đây, những cái mục lớn thì chúng ta nên đóng khung. Thì nào các bạn nhìn này, để muốn đổ màu cho đối tượng thì người ta sẽ sử dụng phương pháp như sau. Hôm nay mình sẽ mượn cái công cụ đó là hình chữ nhật thôi. Mình vẽ ra một cái hình, các bạn nhìn vẽ ra một cái hình chưa? Và tất nhiên mình phải ấn vào Ctrl cộng để mình phóng to. Và tất nhiên trong quy trình khi nào mình giữ phím cách, các bạn nhìn phím cách trên bàn phím nhá. Đó, thì nó là chính là phím bàn tay để chúng ta có thể dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới để cho làm sao mà cái mắt của chúng ta bao quát được cái sản phẩm tốt nhất. Đúng không ạ? Đây là cách quản lý mà. Và sau khi vẽ xong thì ở đây nó sẽ có những cái việc như sau. Một đối tượng vẽ ra gồm có hai thành phần. Các bạn nhìn nhé, một đối tượng khi vẽ ra gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là màu của đối tượng. Đây màu đối tượng đấy. Và thành phần thứ hai là màu nét của đối tượng, chính là cái này đây. Có nhìn thấy rõ không ạ? Nhìn thấy cái này chưa? Màu đối tượng là màu xanh và màu nét đối tượng là màu đen. Chúng ta muốn thay đổi màu thì chúng ta phải chọn vào màu. Chúng ta muốn thay đổi nét, chúng ta phải chọn vào nét. Nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy là cái rất là rõ ràng nha. Ví dụ như ông muốn chọn vào màu thì ông phải chọn vào màu chứ này. Ông bảo là tôi muốn thay đổi màu để chọn vào nét thì nó sẽ không có tác dụng. Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này trông thế thôi, tôi nói là cho bạn biết là bạn phải làm rất là kỹ. Bởi vì có nhiều người xem nhẹ cái này quá nên là làm cái gì cũng bị nhầm. Ôi nhiều lúc tôi chọn màu, nhiều lúc tôi chọn nét, cứ loạn đùng xạ lên. Đấy, mà giai đoạn đầu chúng ta muốn đi chậm, chúng ta muốn đi kỹ thì chúng ta bắt buộc phải làm cái chiêu thức giống như tôi đang làm cho các bạn. Muốn chọn vào màu bạn để ý cho tôi cái bên trái, được chưa? Nhưng tôi đang nói với bạn là cách đổ màu thì ở đây người ta sẽ có một cái bảng đổ màu đầu tiên, đó là phần color. Các bạn nhìn thấy phần color này chưa? Các bạn rất là đơn giản là chỉ cần trỏ chuột vào đây mà tích vào đây thì các bạn sẽ thấy màu nó sẽ làm sao? Nó sẽ thay đổi. Các bạn nhìn thấy thay đổi đúng không ạ? Chính xác chưa? Nhưng ở đây nó có một cái khuyết điểm, chọn màu rất là nhanh. Chọn màu nhanh là ưu điểm đúng không ạ? Nhưng khuyết điểm là gì? Không phải là màu chúng ta muốn. Không phải là màu chúng ta muốn. Ví dụ người ta bảo là màu của thương hiệu của chị đâu có phải là màu xanh lá cây, nó hơi non nhảy, nó phải đậm hơn một chút xíu nữa. Vậy thì làm sao mà chọn được? Chính xác chưa? Vậy thì tôi muốn đúng là cái màu thiết kế tôi thì cái này không thể chọn được. Chọn bị trượt bởi vì cái thanh này rất là bé. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên tôi chọn cái này chỉ chơi. Có trường hợp là khi các bạn gặp khách hàng, đôi lúc mình chọn màu tất cả thứ rồi khách hàng người ta không chọn. Thôi vậy thì chị ơi, chị cầm chị chọn đi. Chị chọn đi, rồi em sẽ xếp lại cái màu của chị. Thì có phải là mình sẽ cho họ chọn đúng cái màu? Đôi lúc người ta lại thích cái sự cá nhân của họ. Ok, tôi thích màu này. Ok, vậy thống nhất màu này nhé chị nhá. Đồng ý không? Thì đấy là cách mà mình có thể làm đối với khách hàng được. Bởi vì là làm cái thiết kế, các bạn phải có rất nhiều cách khác nhau. Tuy rằng bạn làm thiết kế rất là đẹp, nhưng có thể là chỉ đẹp trong mắt bạn thôi. Nhưng có khi đến khách hàng người ta thấy là ôi xấu thế. Bởi vì bạn đã thiết kế là một thứ là không hợp gu của họ đấy. Nha, nên là cái này là các bạn cũng đừng nên đánh giá là họ kém hay không. Không, họ không kém. Bởi vì người ta đang nắm trong tay họ một tập khách hàng là chỉ thích cái màu này thôi. Và nó đã quen với cái nhận diện thương hiệu là có cái màu này rồi. Nên bạn bảo bạn chê xấu đúng không? Xấu trong mắt bạn thôi. Nhưng nó đang đẹp trong hàng nghìn người đấy. Là khách hàng của họ đấy. Nhưng các bạn nhớ là chúng ta đi thiết kế chúng ta phải chia làm hai. Một phần là thiết kế chúng ta rất là chuẩn chỉnh, đó là theo cách trường lớp. Còn một cách nữa là theo thị trường. Thì các phần thị trường ấy chúng ta phải nghiên cứu là màu sắc như thế nào cho nó hợp lý. Đồng ý không ạ? Rồi, tiếp theo. Cái phần thứ hai là chúng ta có thể chọn màu trên bảng watch. Các bạn nhìn thấy bảng này chưa? Cái này thì chọn màu cũng không bao giờ trượt được. Nhưng đây không phải là màu pha. Không phải là cái màu mình muốn. Ví dụ tôi chọn muốn màu này, tôi muốn hồng nó phải hồng hơn một độ, tím là tím hơn một độ, xanh nó phải xanh hơn một độ. Thì cái này nó không có được, nó chỉ có những màu có sẵn thôi. Các bạn hiểu nhá? Chọn màu rất chuẩn. Ngược cái thằng trên là chọn màu không chuẩn nhá, cái thằng này chọn rất chuẩn nhưng màu vẫn không tốt lắm. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Tiếp theo, và cái màu mà người ta được chọn nhiều nhất trong Inut đó là chọn vào bảng màu bên tay trái. Thì đây tôi vừa giải thích cho bạn đó là đây là màu đối tượng.
và đây là màu nét đối tượng. Thì bạn muốn chọn được cái màu này thì bạn tích đúp vào cái công cụ này cho tôi. Nhìn tích đúp, nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng. Các bạn nhìn thấy bảng chưa? Ví dụ tôi muốn xanh hơn một tí, tôi sẽ chỉnh xuống đậm một tí, thấy đậm hơn chưa? À ok, tôi muốn chọn màu đỏ nhưng tôi không bao giờ chọn đỏ cờ bởi vì màu rất là dở. Nhìn không ạ? Thì tôi sẽ chọn thẫm xuống một tí. Nhìn không ạ? Vậy thì cái từ một tí thì nó phải chỉ nằm ở đây thôi. Tất nhiên một số dân lập trình thì người ta phải học được cả mã màu. Dân lập trình thì người ta thích mã màu hơn, bởi vì người ta trong quá trình người ta code thì người ta phải đánh mã màu, và chứ người ta không chọn theo cách mà chúng ta được chọn mã màu thì nó sẽ rất là chuẩn và không bao giờ trượt được. Mã màu là ví dụ mã màu là đây là cái mã màu của A rồi AA 0000 ấy, thì em copy paste vào đây thì nó đúng là cái màu này. Hiểu chưa? Ok, hiểu cái phần này chưa? Thì trong phần màu thì người ta lại có một cái phần nữa, đó là sắc độ. Nào mọi người biết về cái sắc độ của màu chưa? Ví dụ có những người là người ta thích chuyển độ là tông đấy, có nghĩa là tôi đang mặc một cái áo vàng, tôi xuống chuyển xuống quần tôi là vàng nhạt hoặc vàng đậm hơn, tôi rồi chuyển xuống dép lại đậm hơn tí nữa thì có phải là cùng là một vàng, nhưng tôi chuyển tông không ạ? Chuyển từ tông nhạt đến tông đậm không ạ? Các bạn đồng ý tôi điều đấy không ạ? Rồi, nhưng các bạn nhớ một điều, nó đầy đủ tính chất của việc là sắc độ, có nghĩa là trong thiết kế thì người ta đó là có đậm, có trung gian là sáng vừa đấy và có sáng đúng không ạ? Nhưng có những người này đang chuyển từ màu đậm chuyển xuống màu nhạt là 2 độ, chuyển từ màu nhạt xuống màu nhạt hơn nữa là 2 độ, và nhạt nữa thì chuyển xuống dưới nền là 2 độ, thì chuyển rất là êm. Mọi người chuyển đấy không ạ? Nhưng có những người yếu mặt sắc độ, tôi đang nói yếu mặt sắc độ, có thể chuyển từ đậm chuyển sang nhạt là 2 độ, từ nhạt chuyển sang nhạt nữa lại là 5 độ cơ, nên là cái vênh độ nó sẽ bị sao, nó sẽ bị xuất hiện, nó không chuyển êm được như vậy, hiểu không ạ? Nên tôi đang nói với bạn biết là cái người yếu mặt sắc độ, hiểu không ạ? Tất nhiên bạn thiết kế đó là vẫn đầy đủ là có đậm trung gian sáng, nhưng cái sắc độ vênh của các bạn ấy nó sẽ khiến cho cái sản phẩm của bạn nó chưa được ưng ý, chưa được như mong muốn. Thì bạn hãy chọn cho tôi cái only web color, chính là phần gì, nhìn thấy only web color chưa? Là tích vào đây thì các bạn có nhìn thấy từ đỏ đậm chuyển xuống đỏ nhạt dần như này, có chuẩn không? Nhìn chuẩn chưa? Ok đấy, nếu yếu mà sắc độ chúng ta ấn vào only web color. Nào, vậy thì sau khi mà đã chọn xong thì bây giờ tôi sẽ ấn OK vào, thì tự khắc các bạn sẽ thấy rằng tôi có màu luôn cái sản phẩm, nhìn thấy màu chưa? Rồi, Ctrl Z lại nhá, nhìn này. Như mình đã chia sẻ cho các bạn là trong quy trình thiết kế thì người ta ấn vào màu thì người ta thay màu, ấn vào nét thì tôi sẽ thay nét. Ví dụ tôi chọn màu tím, thì các bạn có thể nhìn thấy cái nét này của tôi màu tím ạ. Nhìn này chưa? Rồi, nét tôi sẽ có thể chọn màu đỏ được không? Tím hồng được không ạ? Đấy, bạn nhìn thấy nét màu hồng chưa? Có nghĩa là bạn muốn tác động vào nét thì bạn dùng nét, còn tác động vào hình thì bạn dùng hình, đúng chưa? Rồi, bây giờ trong quy trình khi thiết kế thì nó xảy ra hai vấn đề, là có nhiều lúc tôi muốn chỉ để nét thôi, không để hình, được không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn vào muốn không có hình mà chỉ để nét thôi thì có phải tác động vào hình không? Tôi chọn vào hình, và ở đây nó có biểu tượng làm mất màu của hình, nhìn không? Nhìn nhá, chọn vào hình làm mất màu của hình, thấy mất màu chỉ có nét thôi. Ok, Ctrl Z lại. Bây giờ có những trường hợp các bạn đi thiết kế các visit, có bao giờ ai thiết kế các visit để viền lại xung quanh không? Em có không? Có đâu, chỉ trên giấy trắng này bạn cắt ra là đúng như vậy thôi. Thì ở đây người ta sẽ tác động vào nét, người ta sẽ làm mất nét, hiểu chưa? Vậy thì để muốn làm mất màu chúng ta chọn vào màu, để muốn làm mất nét chúng ta chọn vào nét, chuẩn chưa? Ok, và bây giờ tôi sẽ nói thêm cho bạn một cái giá trị nữa là hoán đổi vị trí giữa màu và nét cho nhau. Các bạn ghi đi, cách hoán đổi vị trí giữa màu và nét cho nhau. Cách hoán đổi vị trí giữa màu và nét cho nhau. Thì chúng ta sẽ ấn vào công cụ đó là Shift X. Nào Shift X, các bạn nhìn này chưa? À, chúng ta sẽ ấn vào Shift X, nhìn này. Shift X thì các bạn sẽ thấy là cái màu của hình nó sẽ đảo cho vị trí của nét, và cái nét lại đảo màu cho hình. Bởi vì tại sao lại thế? Bởi vì nhiều lúc tôi sẽ phải dùng cái lệnh này, nên là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết trước tại sao lại dùng nhanh thế nhá. Shift X và chúng ta đã đổi lại, thấy chưa?
Nào, sau khi mà mọi người đã hiểu về cái thuộc tính là chúng ta đổ màu tất cả thứ rồi, thì bây giờ chúng ta về nhà nghiên cứu giúp mình một tí, đó là những cái bài tập như sau. Các bạn ghi đi, về nhà nghiên cứu màu sắc theo sản phẩm. Mọi người biết màu sắc theo sản phẩm là gì không ạ? Cái màu sắc theo sản phẩm có nghĩa là khi bạn làm về ngành nghề nào thì bạn phải hiểu về màu sắc của ngành nghề đấy. Ví dụ các bạn làm về đồ ăn food chẳng hạn, thì bạn phải chọn màu đỏ. Tại sao thế? Bởi vì nó tạo ra cảm giác nóng, đồ ăn phải luôn luôn nóng thì mới rất tốt. Nhưng các bạn làm về kem thì bạn phải chơi tông lạnh, bởi vì khi người ta nhìn vào đấy thì người ta cảm giác mát. Các bạn làm về điều hòa thì bạn phải dùng xanh lá cây và xanh lá trời, bởi vì như vậy nó sẽ gần gũi thiên nhiên và cảm giác mát lạnh. Chứ chả bao giờ dùng điều hòa màu đỏ cả, nó sẽ bị, có nghĩa là cái người đi xem người ta chưa mua nhưng người ta có cảm giác. Thiết kế đồ họa mà không tạo cảm giác là vứt đi. Bạn cho tôi một cảm giác, nhưng cảm giác ấy của tôi có gần với cái mà bạn muốn nói không, rất là quan trọng. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì bạn về phải tìm hiểu cho màu sắc cho sản phẩm là gì. Ví dụ ngành nghề thời trang, ngành nghề nội thất, ngành nghề đồ họa, rồi xe máy, ô tô, các kiểu. Bạn phải tìm ra một cái màu đặc trưng, và nó cũng có những cái xu thế của từng năm. Bạn có thể tự lựa chọn cái đó. Các bạn đồng ý cái này không ạ? Rồi. Tiếp theo, các bạn sẽ chọn cho tôi màu sắc theo độ tuổi. Tại sao lại màu sắc theo độ tuổi? Tại sao lại màu sắc theo độ tuổi? Bởi vì ví dụ các bạn, một ngày nào đó bạn sẽ làm một cái công việc là bạn đi phục vụ cho một khách hàng sinh năm 1952 như tôi. Vậy thì tôi sinh năm 1952, mệnh tôi là mệnh gì? Mệnh thủy. Mệnh thủy là màu gì? Màu đen, màu xanh lam đậm, đúng không ạ? Nhưng tôi hợp với màu gì? Trắng và vàng. Bởi vì người ta có quy luật tương sinh tương khắc. Tương sinh tương khắc nghĩa là gì? Tôi sẽ thấy mệnh kim trợ cho tôi. Kim sinh thủy, thủy sinh ra mộc, mộc sinh ra hỏa, và hỏa sinh ra thổ, và thổ lại sinh ra kim theo quy luật vòng tròn. Các bạn hiểu cái đấy chưa? Và mỗi một độ tuổi thì đều có một cái màu sắc mà hợp với họ. Vậy thì khi mà chúng ta làm nhận diện thương hiệu, chúng ta phải làm đúng cái màu của họ thì họ mới thích. Và chúng ta giải thích được nào. Ví dụ tôi, tuy rằng tôi làm cái màu này chưa được đẹp lắm, ok, đúng không? Khách hàng bảo là cái màu này, chị ơi nhưng cái màu này hợp với chị. Nếu dùng màu khác, đôi lúc trên đường đời chị đi, chị có thể cảm giác nhiều lúc chị bị trục trặc. Ok, rồi một ngày đó chị phát hiện ra là nó không hợp lý lắm, chị phải thay đổi, thì có phải là rất mất công không chị? Thôi, em sẽ làm đúng như cái màu chị mong muốn thôi. Ví dụ các bạn đã nhìn thấy màu của Viettel chưa? Hai màu đấy phải đặt trên nền trắng. Tôi nói thật cho bạn biết, là bạn đặt trên nền thường, màu đấy cực kỳ khó chịu. Hai cái màu đấy giáp lại với nhau cực kỳ khó chịu luôn. Tại sao nó phải xa nhau? Đúng không ạ? Hai màu đấy là màu tạo ra cảm giác là bị dưa khú. Biết dưa khú không ạ? Đấy, có nghĩa là đấy là một trong những cái mà tôi đã có thể nói cho bạn biết về cái nguyên tắc về dùng màu. Chúng ta hiểu về màu sắc thì chúng ta đi nói chuyện với khách hàng nó cũng dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ chốt bằng khách hàng, không chốt bình thường được thì chúng ta sẽ chốt bằng mặt tâm linh. Nên là tôi rất là muốn các bạn phải hiểu. Nhá. Còn muốn tìm hiểu sâu nữa thì tuổi nào sẽ ngồi vị trí nào là tốt nhất. Ví dụ tôi đông tứ mệnh, đông tứ đây, nhà tôi là nhà tây tứ. Đông tứ thì hợp mỹ những cái hướng nào? Nên tôi đã nói cấp độ thứ hai, có nghĩa là khi đến gặp khách hàng chúng ta chưa biết như nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng là tạo một sự thiện cảm, bởi vì cái trình độ của bạn biết nhiều. Ví dụ tôi hợp với đông nam, đông nam và bắc. Vậy thì đông nam là gì? Đông nam tượng trưng cho hành mộc. Vậy thì chắc chắn đông nam tôi phải có nước để cho mộc tốt, bởi vì thủy sinh mộc mà, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ đông thuộc hành gì? Cũng mộc. Vậy có phải có cây, đúng không ạ? Tiếp theo nam là gì? Nam thuộc hành hỏa. Vậy thì hỏa muốn mạnh thì phải làm sao? Thì phải có cây tiếp, bởi vì do mộc sinh hỏa. Hoặc là hỏa ở đấy thì nó phải có gì, những cái hình gì cần thiết? Nếu là hỏa là hình tam giác, bởi vì nó thiên về hành hỏa của người ta, hiểu chưa? Và bắc thuộc về gì? Bắc thuộc về thủy, thì kim sinh thủy, thì vậy thì phải có gì? Phải có những vật thể liên quan hình kim, ví dụ như là cầu thủy tinh nhưng lại là màu trắng, tủ lạnh này là màu trắng, bởi vì tủ lạnh thuộc hành kim, nhưng mà trong đấy lại có thủy này, thủy kim sinh thủy,
hiểu chưa đã? Nên là cái nguyên tắc các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta đi đi làm cái đấy, chúng ta đến bất cứ công ty nào chúng ta đều gặp những cái trường mà người ta đặt ban thờ thần tài ở đâu, bàn ghế giám đốc người ta đang ngồi đâu, thì ít nhất chúng ta cũng phải hiểu một tí để chúng ta tìm được tiếng nói chung, đúng không ạ? Tất nhiên xinh gái đẹp gái thì cũng dễ, còn nếu không xinh gái đẹp gái sao, tôi phải có kiến thức chứ, bởi vì nếu không kiến thức thì chúng ta sẽ không làm được, đúng không? Có những thứ mà tôi nói người ta có khi người ta phải bảo ok phải xem lại, chứ không đôi lúc phải chốt cái này dở, đúng không? Thì các bạn nhìn này, tôi nói với các bạn về cái màu sắc theo độ tuổi rồi màu sắc theo sản phẩm, thì các bạn nhớ một phần thứ ba nữa, đó là khi thế nào gọi là thiết kế màu cho nó đẹp. À, có nhiều người trong dân thiết kế, có nhiều người dân chuyên và dân không chuyên đều nghĩ là cái phối màu của chúng ta đang có vấn đề, và không biết là màu nào chọn màu nào cho đẹp, màu nào chọn màu kia cho đẹp. Thì chúng ta phải nhớ một điều rằng chúng ta phải đi học hỏi. Học hỏi ở đâu? Thứ nhất trên mạng. Trên mạng. Thứ hai chúng ta phải học hỏi ở đâu? Đi đến các siêu thị. Bạn đi đến siêu thị làm gì? Nhặt tờ rơi của chúng nó về. Nhặt tờ rơi catalog tạp chí của chúng nó về hết. Bởi vì trên cái tờ rơi catalog đấy nó sẽ có một cái rất là tốt, đó là màu sắc chúng nó đang phối là theo ngành nghề rồi, đúng không? Và nó đang dùng những màu gì. Vậy thì sau khi lấy về chúng ta có thể lấy máy ảnh của chúng ta và chụp lại. Thì khi chụp lại thì các bạn có đồng ý với tôi là đưa cái ảnh nó lên trên máy được không ạ? Trên máy tính chúng ta được không? À vậy thì có nghĩa là nó sẽ được nằm trong phần thiết kế của các bạn, đúng chưa? Phần thứ hai, các bạn lên trên mạng bạn search catalog tờ rơi kẹp file gì đó, bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hay phối màu, bởi vì cái ngành nghề này hay phối màu này, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Và còn loại thứ ba nữa, tại sao thế? Bởi vì là những cái sản phẩm được chấp nhận xã hội rồi, có nghĩa là in ra thành sản phẩm rồi, có nghĩa là được số đông chấp nhận đấy, thì chúng ta học theo số đông, chứ chúng ta đừng theo cá nhân nhé. Cá nhân em có thể là thấy là còn nó đẹp, nhưng mà tôi thấy không đẹp mà. Đúng là cá nhân tôi, đúng không? Vậy thì cái việc mà mình muốn lấy màu đẹp hay màu không đẹp thì mình có thể học theo những cái giá trị như vừa rồi, và chúng ta có thể học theo những thằng rất là chuyên nghiệp. Ví dụ bạn làm về một cái hãng thời trang, mọi người có thấy hãng thời trang hoặc là Vespa chưa? Mọi người thấy rằng là Vespa dùng màu gì cho đẹp nhỉ? Ok em hãy vào cả thương hiệu của Vespa đi. Thì cái thằng Vespa là thằng nó có tiền, và cái bộ mặt thương hiệu nhận diện của nó rất là tốt rồi, bởi vì nó sẵn sàng thuê một người designer rất chuyên nghiệp làm riêng phần ảnh cho nó, làm riêng phần thiết kế cho nó, thì chắc chắn nó phải trau chuốt từng tí một. Vậy chúng ta học từ giá trị là từ 80 đến 100, là học từ những cái giá trị là màu đẹp, bố cục đẹp, rồi chúng ta cứ làm đẹp như mãi như vậy, và chúng ta học luôn cái màu của nó, thì có phải chúng ta sẽ làm đẹp không? Chứ giai đoạn đầu các bạn đừng bao giờ nghĩ là màu này là cần màu này đẹp nhá, như vậy nó sẽ bị buồn cười lắm đấy. Hãy học từ những cái sản phẩm đã có sẵn rồi và nó đẹp trên thị trường, và chúng ta học như thế. Và trong quy trình khi học thì tôi sẽ trao đổi cho các bạn, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn rất là nhiều thứ về màu sắc. Thì sau đó thì bạn sẽ biết là hóa ra là hai cái màu này đứng gần với nhau là nó đẹp vì lý do. Thế thôi, vậy thì chúng ta đã biết là cái kiến thức từ là thuộc vẹt trở thành kiến thức thật chưa? Học về như vậy thì nó mới thành chứ, nó mới nhanh chứ. Có nhiều người bảo là bây giờ em phải đi học lại ở trường mỹ thuật, nó rơi tầm 4 năm thì chắc có lẽ là em sẽ không giỏi đẹp. Tôi nói thật cho bạn biết luôn. Đấy. Bây giờ mình phải có cách chứ. Mình phải tìm ra cái cách nhanh nhất để mà mình đi học chứ. Mà tôi nói thật cho bạn biết, cái nghề đồ họa này bạn chỉ cần đam mê thôi. Bạn đam mê hơn người khác thì chưa chắc bạn đã thiết kế thua bất cứ dân đồ họa nào nhé. Và tôi cũng có chia sẻ cho các bạn biết là tôi là dân điêu khắc. Tôi dạy cái đồ họa này được mười mấy năm. Mà dân đồ họa chấp nhận tôi là được tôi dạy. Thì các bạn phải biết thế nào, đúng không? Bởi vì thực sự là tôi cũng thích nó. Tôi thích đồ họa và tôi tìm hiểu rất sâu sắc về đồ họa, thì tôi có thể nói chuyện về đồ họa. Và thậm chí là tôi dám có thể là nói cho bạn là đẹp. Bây giờ chúng ta không nói đẹp hay xấu, sản phẩm ông làm là có được các nhà chấp nhận không, đúng không? Chứ bây giờ bảo là em được học đồ họa chính quy, chính quy tốt quá, nhưng em có thể làm sản phẩm so với bạn bình thường xem là bên nào đẹp. Tôi chỉ biết là cái nào đẹp và cái nào xấu, và cái nào được khách hàng trả lời và cái nào không được khách hàng trả lời, thì đấy mới là quan trọng. Chứ chúng tôi không xét về bằng cấp nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên mọi thứ chúng ta đều làm được hết. Tôi không có kiến thức học trong trường, tôi có thể đi đọc sách, tôi tìm hiểu, đúng không ạ? Và tôi tìm mọi cách để tôi thiết kế đẹp, đúng không? Ok, vậy thì sau khi mà các bạn đã hiểu về cái màu sắc đấy, thì bây giờ tôi sẽ nói cho bạn tiếp theo về công cụ. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách copy. Các bạn ghi đi, cách copy đối tượng.
Cách copy đối tượng thì người ta sẽ có lệnh như sau, đó là Ctrl C và Ctrl V. Các bạn biết hai lệnh này chưa? Ctrl C và Ctrl V. Đây. Thì Ctrl C, Ctrl V. Thì khi ấn vào Ctrl C, Ctrl V thì cái đối tượng được copy ra nó sẽ nằm ở phía trên và nó bị lệch so với đối tượng 1. Các bạn thấy cái này chưa? Và cái này nó có một cái rất là dở, là khi mà bạn lệch nhảy, bạn lại phải mất công đối tượng này, bạn lại phải đẩy vào vị trí cũ. Và chúng ta kéo sang bên này một tí, chúng ta đổ một cái màu nhảy để cho nó khác biệt đi ạ. Ví dụ thế. Đồng ý cái này không ạ? Vậy nên mất thời gian trong chuyện việc kéo đối tượng đến vị trí cũ nhá. À, cách copy thứ hai, người ta giữ phím An, kéo sang bên tay trái phải, giữ phím An này, nhìn này, giữ phím An, đẩy đối tượng sang phải cũng là cách copy, đẩy đối tượng sang trái cũng là cách copy, đẩy đối tượng lên trên cũng là cách copy, và đẩy đối tượng xuống dưới cũng là cách copy. Thì đây là cách copy thứ hai. Đúng rồi, Ctrl C là copy và Ctrl V là paste, đúng không ạ? Thì đây là hai cái lệnh mà chúng ta rất là dễ dàng mà chúng ta có thể làm được. Nhưng Inloot thì người ta sử dụng hai cái lệnh này nhiều nhất, đó là lệnh Ctrl C là copy và Ctrl F. Các bạn nhìn nhé, cách copy nhiều nhất trong Inloot. Vừa rồi mình có chia sẻ vừa rồi hai cái trước rồi nhá. Bây giờ đây là hai cái sau mà chúng ta dùng nhiều nhất trong Inloot, đó là Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C là copy và Ctrl F là paste đối tượng đó lên trên đối tượng gốc. Có nghĩa là gì? Đẩy lên phía trên nhá, tạo ra đối tượng mới phía trên đối tượng gốc. Thì khi mà mình nói xong như vậy thì các bạn để ý lên màn hình cho mình một tí, bởi vì trong nguyên tắc học ấy thì chúng ta nên tập trung nhìn một chút xíu. Thì cái việc mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta ghi thế nào cũng được, đừng ghi theo cái cách của mình nói mà hãy ghi theo cách của bạn hiểu thì nó sẽ là tốt nhất. Nhìn nhá, là chúng ta sẽ chọn ở đây Ctrl C và Ctrl F, đúng không? Và chúng ta thể chọn một cái màu xem nào, bạn nhìn thấy màu chưa? Và tôi kéo ra thì có phải ở dưới là màu cũ không? Có nghĩa là cái Ctrl C, Ctrl F là copy ra đối tượng mới nằm trên đối tượng gốc. Đối tượng gốc đây, tôi tích vào nó, được chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, Ctrl C và Ctrl B bò. Bây giờ là cách copy thứ hai, Ctrl C và Ctrl B bò. Nó sẽ tạo ra một đối tượng mới nằm dưới đối tượng gốc. Ctrl C và Ctrl B bò tạo ra đối tượng mới nằm dưới đối tượng gốc. Ctrl C và Ctrl B bò tạo ra đối tượng mới nằm dưới đối tượng gốc. À, sau khi mà mọi người đã hiểu về cái việc này, các bạn nhìn này, tôi sẽ đổ một cái màu. Đó, thì mọi người có nhìn thấy gì không ạ? Không nhìn gì bởi vì nó đang nằm ở dưới màu xanh. Nên chúng ta kéo cái màu xanh ra thì các bạn sẽ thấy rằng đấy là đối tượng nằm dưới đối tượng gốc đấy. Hiểu cái này chưa? Okay. Vậy thì chúng ta hiểu cái cách copy rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ nói về cái cách gọi là cách lấy màu đẹp. Các bạn ghi đi, cách lấy màu đẹp. Tại sao tôi lại chia sẻ cái việc này? Bởi vì là khi các bạn thiết kế thì các, đấy, vừa rồi tôi có xúi các bạn là đi đến Pico rồi đi đến các siêu thị lấy những cái tờ rơi về đúng không? Sau đó bạn lấy ảnh, bạn chụp ảnh lại, xong bạn đưa vào máy đúng không? Thì các bạn có đồng ý với tôi là tất cả đối tượng và tư liệu chúng ta sẽ tồn tại dưới dạng ảnh đúng không ạ? Đúng chưa? Và đã là ảnh thì chúng ta có thể đưa vào phần mềm được thiết kế không ạ? Và chúng ta có thể copy được cái màu mà chúng ta thiết kế đó không? Thì bây giờ chúng ta mới học được cái lệnh đó là gì? Cách file chọn vào paste, chính là cách đưa hình ảnh vào trong Inloot. Các bạn ghi đi, cách đưa hình ảnh vào trong Inloot, hay là cách đưa hình ảnh vào trong chương trình để chúng ta thiết kế, hoặc chúng ta copy màu của cái bản thiết kế đó. Đấy, thì các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta chọn vào paste xong như này thì nó sẽ cho chúng ta một cách lựa chọn. Ví dụ chúng ta coi như đây là một cái bản thiết kế đồ họa rất tốt đi, về thời trang của tóc đi, được không ạ? Đồng ý không ạ? Và tôi chọn nó và tôi sẽ ấn vào paste, được không ạ? Rồi, paste. Các bạn nhìn đây, ở đây nó sẽ có những cái màu. Các bạn nhìn có những cái màu chưa? Và bây giờ tôi sẽ lấy màu từ cái sản phẩm này, coi như đây bản thiết kế rất tốt mà. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là cách lấy màu. Các bạn ghi đi, cách lấy màu trong. Cách lấy màu. Chúng ta sẽ ấn phím Y ngắn. Các bạn nhìn Y ngắn chưa? Y ngắn chính là cách. Đây, Y ngắn này. Nhìn công cụ Y ngắn chưa? Đây, Y ngắn đấy. À, nhìn cái cụ Y ngắn chưa?
Thì cái công cụ in ngắn này nó có tính năng là các bạn chỉ vào đâu thì chúng ta sẽ chọn được cái màu của chỗ đó. Ví dụ tôi chỉ màu tím thì các bạn nhìn thấy chỗ này màu tím nhá. Ok, tôi sẽ chỉ màu hồng thì chỗ này sẽ là màu hồng. Nhìn thấy chỗ này màu tím nhá. Ok, tôi chỉ vào màu tím. Tôi thấy màu thời trang của cái tóc này rất là đẹp rồi và tôi muốn rằng là khi tôi thiết kế tôi sẽ dùng cái màu này. Thì tôi sẽ chọn nó. Thế được nói chưa? Được màu rồi đúng không ạ? Thì cái bước tiếp theo mà chúng ta muốn lưu cái màu này vào trong cái bảng màu của chúng ta là cái này. Các bạn nhìn đây nhá. Nhìn nhé, chọn được màu rồi. Bây giờ chúng ta phải lưu cái màu này vào trong cái này. Thì các bạn có nhìn thấy biểu tượng của cái new này không? New swatch chính là lưu cái màu đó vào trong bảng màu. Ok, các bạn ghi đi, lưu màu vào trong bảng màu. Và sau khi lưu màu vào trong bảng màu thì các bạn nhìn vào đây, tôi sẽ ấn vào đây một cái này. Thì các bạn có đồng ý với tôi là ở đây nó sẽ có được một cái màu mới là chính là lúc này không ạ? Nhìn cái màu mới chưa? Rồi, tiếp tục tôi sẽ ấn vào màu hồng nhá, nhìn thấy màu hồng chưa? Tôi lại lưu tiếp. Tôi lại ấn ok. Nhìn chưa? Thì các bạn có thấy là màu này có màu hồng chưa? Rồi, tiếp theo các bạn có thể thích cái màu màu ghi của cô gái, ví dụ màu nhài đúng không ạ? Thì chúng ta lại lưu tiếp vào đây. Vậy chúng ta có 3 màu không ạ? Các bạn nhìn thấy tôi có 3 màu chưa? Vậy thì lần sau thiết kế về cái món thời trang về tóc theo kiểu như này thì tôi chỉ việc ra chọn màu. Có thấy dễ không ạ? Và chúng ta chọn đúng cái màu mà bên ngoài người ta đã thích rồi. Và cái foil trộn giữa cái màu và sắc độ đã ngon rồi. Chứ không nhất thiết phải chúng ta phải ngồi nghĩ. Bởi vì ngồi nghĩ như thế nó sẽ rất là đau đầu và chúng ta sẽ không thấy là thế nào gọi là vừa. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Vậy thì mọi người nên chịu khó trong cái trình mình đi làm đồ họa thì mình phải tìm hiểu chứ. Chứ làm gì có cái gì dễ đâu ạ. Tôi không dạy máy các bạn nhá. Tôi nói thật cho bạn biết tôi đang dạy cho các bạn thiết kế là chính. Nên chính vậy mà đây là cái mà tôi đã dạy cho rất là nhiều người đi làm. Tôi dạy bằng kinh nghiệm. Và tôi dạy từ chính bản thân tôi là tôi muốn đi làm được là tôi phải lấy được cái gì. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi. Nhưng ở đây nó có một cái điều rất là khó khăn. Có nghĩa là bạn đã đưa màu vào trong bảng màu rồi. Nhưng nếu mà tôi sẽ tạo ra một khổ giấy mới. Các bạn đồng ý với tôi là tạo khổ giấy mới không ạ? Tạo khổ giấy mới có nghĩa là tôi thiết kế một cái thiết kế mới đúng không ạ? Tạo thiết kế mới này, tôi sẽ ấn vào new thì có phải tạo ra một cái khổ giấy mới không ạ? Đây. Tôi ấn vào create. Thì sau khi ấn create thì ba cái màu biến mất. Có nghĩa là khi em làm một cái file mới thì ba màu này nó sẽ không còn nữa. Vậy thì có nghĩa là sao? À có nghĩa là chúng ta mới chỉ đưa màu vào trong bảng màu thôi. Chứ chưa đưa cái màu này vào trong cái ổ C hay ổ D hay là ổ F của các bạn. Các bạn hiểu chưa? Và bây giờ chúng ta phải ghi tiếp một cái lệnh nữa là cách đưa màu vào trong ổ chứa. Cách đưa màu vào trong ổ chứa. Để muốn đưa màu vào trong ổ chứa thì người ta phải làm một cách nào? Thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng menu ở bên tay phải cái này không ạ? Nhìn chỗ menu là cái biểu tượng gạch ngang này. Đấy. Thì bạn sẽ tích vào đó giúp tôi. Có nghĩa là gì? Khi bạn tích vào đây thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng đó là new shape. Shape swap thư viện của AI. Các bạn nhìn này chưa? Ấn vào đây. Đây chính là new bộ màu. Đấy thì sau này ví dụ như các bạn nào ở trên trường, ví dụ như em ấy, em muốn mà màu đẹp ấy. Ví dụ em muốn học cho em cũng được mà muốn học cho thầy cũng được. Ví dụ thầy thích màu gì mà thầy hay dùng chụp luôn cái màu của thầy mà em thiết kế em đưa màu vào thì chắc chắn ok. Nhưng mà em muốn học cho em thì câu chuyện là khác ấy. Câu học cho em lại khác đấy. Là có thể là chúng ta sẽ bỏ qua cái giá trị của thầy. Bởi vì có những người thầy thì được vào trường rất là tốt, dạy rất là chuyên nghiệp, đúng nghĩa là người ta có năng lực thật. Nhưng có những người thầy nói thật với em mà chạy vào trường có thể là không có năng lực, nên là dạy nói thật với em là người ta dốt, chắc chắn đào tạo em cũng dốt. Anh nói thật. Cái việc dạy đấy quan trọng nhất là người thầy, người cô. Nếu hai người đấy người ta có kinh nghiệm thì sau này em ra em cũng rắn rỏi về kinh nghiệm như thế. Còn nếu người ta không có kinh nghiệm thì người ta sẽ nói rất là bung cua, lung ta lung tung. Thì chúng này sau này các bạn sẽ biết rằng một điều như thế này. Hôm nay tôi có thể, các bạn chưa, cũng có thể là em là người chưa bao giờ biết tìm hiểu đồ họa là gì. Cũng có thể em chưa bao giờ đi làm. Nhưng ngày mai em đi làm em sẽ kiểm định câu nói của anh Khánh đấy. Là ông Khánh có nói đúng không? Hay là quay lại, ôi hồi xưa ông Khánh toàn nói phép. Tôi nói thật mà. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta, khi mà hôm nay chúng ta nói, chúng ta phải chịu trách nhiệm với câu nói của chúng ta. Chứ ngày mai có khi quay lại bảo, ông Khánh dạy như mất. Anh nói thật cho em biết luôn, đấy là cái câu mà thật sự là anh không ngại nói ra. Bởi vì tất cả những chia sẻ của mình là chia sẻ thực tế. Mình làm muốn tốt hay không phải được như vậy đã.
Đây thì sau khi tôi chọn vào thư viện xong thì tôi sẽ đặt cho nó một cái tên ở ngoài desktop. Tất nhiên các bạn không bao giờ được quyền để desktop, bởi vì làm sao, khi cài lại Win thì các bạn sẽ bị mất. Tôi phải để vào trong cái ổ nào làm việc của tôi chứ. Công việc, màu của thời trang, màu của gì, giày dép, màu của đồ ăn, màu của kem, màu của gì, em phải liệt kê khoảng dài mít dài nhỉ. Và chúng ta cứ thiết kế ngành nghề nào chúng ta nối cái bộ màu nào và chúng ta dùng thôi, có thấy nhàn không ạ? Và thằng nào có màu đẹp hoặc bản thiết kế đẹp phải lấy luôn cho anh xin, không cho xin file không, chụp lại lại có màu như bình thường, đúng không? Và chúng ta sẽ chọn ở đây màu thời trang. Các bạn đồng ý tôi này không ạ? Và sau khi tôi xếp lại cái này xong thì khi việc xếp xong thì chúng ta sẽ cửa sổ D ra ngoài, thì ở đây nó sẽ có ghi là màu của thời trang M. Các bạn nhìn màu thời trang chưa? Và cái này có thể copy ổ D được không ạ? Ổ C, ổ E, ổ F được không ạ? Được. Đúng chưa? Nên học muốn có màu quý dễ. Và tại sao phải có màu quý? Vậy thì chúng ta phải đi xem triển lãm nhiều. Đối với dân mỹ thuật ấy, muốn mà thiết kế tốt thì phải đi xem triển lãm tranh của các họa sĩ nhiều, bởi vì các họa sĩ vẽ tranh rất là đẹp, màu họ rất quý. Chúng ta hãy chọn màu đấy. Cũng có thể là em phải đi xem có triển lãm tranh nào về về nghệ thuật thì mình đi xem thôi. Mình cảm thụ về nghệ thuật, mình cảm thụ qua mắt. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì sau này thiết kế nó tốt được chứ, còn chả bao giờ nhìn thấy cái màu đấy thì làm sao mà bảo ôi không biết mình chọn màu gì bây giờ. Chọn màu gì cũng xấu. Bởi vì ông có bao giờ có cuộc sống của cái công việc đấy đâu. Đúng chưa? Nào, tại sao các trường nghệ thuật bây giờ người ta lại người ta phải vẽ tranh? Bởi vì người ta luyện về màu sắc đấy. Nhá. Ok. Vậy thì sau khi mà tôi đã lưu được vào rồi thì tôi sẽ mở ra một cái khổ giấy mới. Các bạn đồng ý với tôi là tôi chọn vào file và tôi chọn vào Ctrl L không ạ? Nè. Ctrl L nhảy đúng không ạ? Và khi Ctrl L xong thì tôi sẽ chọn vào in ấn và tôi sẽ ấn vào đây thì có phải nó tạo ra khổ giấy mới không? Và các bạn có thấy nó bị mất không? Vậy thì khi mất thì tôi có thể lấy được ra không? Thì đây lấy ra đây. Cách lấy ra là chọn vào menu. Nhìn thấy menu chưa? Đó. Sổ xuống và ở đây nó có chữ open và chọn vào thư viện. Các bạn nhìn chưa? Có nghĩa là bạn vừa xếp lại rồi thì bây giờ tôi phải lấy ra chứ, bởi vì tôi thiết kế đến cái sản phẩm về thời trang mà. Ok, thì tôi lôi ra. Và lúc này tôi sẽ để ở desktop và tôi sẽ ghi ở phần M. Tôi sẽ chọn ở M luôn, thì màu thời trang nhìn nhé. Và tôi ấn open được không ạ? Thì có phải các bạn có nhìn thấy cái màu tôi đã có không? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên là đừng bao giờ phải sợ chuyện là tôi không biết phối màu. Đầu tiên chúng ta học như là gọi là học thuộc vẹt ấy. Có màu sẵn nhé. Có người bày sẵn nhé. Nhưng về sau này khi mà chúng ta nói chuyện nhiều rồi, chúng ta làm lâu năm rồi, chúng ta tìm hiểu thì cái màu đấy chúng ta biết tại sao chúng ta đi cùng với nhau được. Và đi cùng nhau được thì chúng ta đấy là kiến thức của chúng ta, không phải là kiến thức thuộc về. Các bạn yên tâm một cái điều đấy đi. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta đi học về, tôi đã nói với các bạn không thể đi học ở các trường được, mà bắt buộc là chúng ta phải làm được việc thì chỉ có một cách như tôi nói cho các bạn thôi. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ tôi chia sẻ đến phần tiếp theo, đó là về gì ạ? Công cụ đầu tiên của chương trình Linux, đó là công cụ này, công cụ phím V. Tôi sẽ dạy cho bạn từ trên đây đến xuống đến đây, cô này sẽ hết chương trình. Và tôi hy vọng rằng qua những cái bài này tôi sẽ chia sẻ cho bạn rất là nhiều bài tập khác nhau. Ok, các bạn ghi đi công cụ phím V. Selection Tool là một trong những công cụ được gọi là chọn đối tượng. Mọi người biết công cụ V không ạ? Ở chương trình nào cũng có công cụ V. Photoshop cũng có V, InDesign cũng có V, Inut cũng có V, và After Effects cũng có V, và tất cả mọi thứ đều có V, bởi vì nó chính là công cụ chọn đối tượng. Vậy tính năng đầu tiên là chính là chọn đối tượng đấy ạ. Được không ạ? À, tính năng thứ hai của công cụ V là thoát và dứt lệnh khi dùng công cụ khác. Có nghĩa là bạn đang dùng hình vuông bạn vẽ ra mà bạn muốn thoát và dứt lệnh để bạn làm cái khác nữa thì bạn phải trở về công cụ phím V. Nhớ chưa? Rồi. À, tiếp theo công cụ V nó có tính năng là dịch chuyển hay là gọi là di chuyển đối tượng sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Đánh cộng đầu dòng nhá. Mọi người ghi kỹ vào cái đấy. Mình cứ cộng đầu dòng là cái tính năng nó nhảy đúng không ạ? Tính năng tiếp theo của công cụ V đó là gì? Thay đổi kích thước của đối tượng. Ví dụ bạn vẽ một hình vuông, bạn thấy là nó nhỏ quá, bạn có thể phóng to ra. À, bạn có thấy nó cao quá thì bạn có thể thấp xuống. Thấp quá thì bạn cho cao lên. Gầy quá bạn có thể cho béo lên. Và béo quá thì bạn cho gầy đi. Các bạn hiểu cái này chưa? Thay đổi kích thước của đối tượng. Và cái tính năng cuối cùng của công cụ V là khi ra góc của cái biểu tượng đó, nó sẽ xuất hiện lệnh xoay cho các bạn. Tính năng tiếp theo là xoay đối tượng khi ra góc. Nào,
Vậy thì sau khi mà các bạn đã hiểu về toàn bộ tất cả những cái tính năng đấy thì chúng ta quay trở lại màn hình và tôi sẽ giải thích từng cái tính năng đấy được cho các bạn, được không ạ? Các bạn nhìn này, lúc này tôi dùng một cái hình vuông, tôi vẽ ra cái hình như thế này đúng không ạ? Các bạn đồng ý với tôi là khi vẽ một hình thì chắc chắn cái hình ấy không bao giờ nằm ở đúng vị trí bạn đấy. Bạn phải dịch sang trái, dịch sang phải đúng không ạ? Thì bây giờ tôi muốn dịch sang phải thì tôi cầm tôi kéo sang phải thì tự nhiên là vẽ ra hình mới. Bởi vì sao? Chúng ta chưa dứt lệnh. Thì có phải là đây chính là công cụ phím V này, tính là dứt lệnh không? Nhìn chưa? Tích vào đây. Trở về V thì các bạn có thể dịch sang phải, sang trái. Vậy thì tính năng đầu tiên là thoát và dứt lệnh. Đúng chưa? Tính năng thứ hai là gì? Tích chọn. Tích chọn là tích vào nó đấy. Chọn nó rồi đấy. Đúng rồi đấy. Đấy là tính năng đầu tiên mà vừa rồi mình có chia sẻ. Tính năng thứ ba là tính năng gì ạ? Dịch chuyển. Di chuyển lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. Hiểu không ạ? Và tính năng tiếp theo là tính năng là thay đổi kích thước của đối tượng. Thì một đối tượng vẽ ra nó gồm có các đồng điểm chốt như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì các bạn nhìn này, cái này hơi cao, thấp xuống. Cái này hơi thấp, đẩy cao lên. Và cũng tương tự như vậy, bạn đẩy xuống dưới và bạn đẩy lên trên. Bạn đẩy sang phải, bạn đẩy sang trái. Bạn đẩy sang trái thì bạn lại đẩy sang phải. Tại vì một đối tượng tôi có thể thấy nó hơi to quá, nó hơi béo quá, hơi gầy quá thì tôi có thể tự điều chỉnh được không ạ? Bạn hiểu cái việc mà điều chỉnh chưa? Nhưng trong công cụ phím V thì có một tính năng là khi bạn đã góc ở dạng nhai thì nó có thể thay đổi kích thước của hai chiều. Nhìn thay đổi hai chiều chưa? Vừa rồi là thay đổi từng chiều, còn đây là thay đổi hai chiều. Thì riêng đối với hai chiều này tôi có một cái lưu ý cho các bạn đối với sử dụng ảnh và chữ. Bạn biết ảnh là gì không? Là chữ. Ví dụ như là các bạn có thể có một cảnh chân dung của tôi. Hoặc các bạn có thể có một cái ảnh của sản phẩm. Thì bạn kéo nhầy thì chắc chắn nó sẽ bị làm sao? Bị thay đổi về mặt tỷ lệ của cái ảnh đó. Vậy thì trông sẽ rất buồn cười. Nguyên tắc thiết kế không bao giờ được làm méo hình. Tôi nói cho bạn biết nhé, không bao giờ được làm méo hình. Bạn có một chân dung bây giờ nó làm méo hình của bạn, bạn có chịu không? Đúng chưa? Hiểu cái này chưa? Và phần chữ nhá, em biết phần chữ chưa? Và cũng không được kéo dài như vậy. Trừ trường hợp em là quán, có một vài bọn nó làm biển quảng cáo em, chữ kéo dạc ngoài ra để cho nó cân bằng cái hình đấy, nhưng mà thực chất là sai về tỷ lệ về chữ. Nên trông nó sẽ rất là buồn cười trong thiết kế. Mình là người đã được đi học thì mình không bao giờ được phép làm những cái việc như vậy. Mọi người hiểu về nguyên tắc về hình chưa? Riêng hình và chữ. Trong nguyên tắc đấy thì chúng ta phải giữ shift để khi kéo. Nhìn shift chưa? Shift là đồng dạng. Có nghĩa là khi kéo thì em muốn đồng dạng, em không có thay đổi kích thước thì em phải giữ shift cho tôi. Nhìn shift chưa? Và an là đồng tâm, shift an là đồng dạng và đồng tâm. Nhá, shift là đồng dạng đúng không? Nhưng bây giờ em lại muốn cùng trùng tâm nữa thì em phải ấn phím an. Thì phải shift an là đồng dạng và đồng tâm. Nào, và bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn làm thiết kế luôn. Bởi vì tôi nói thật cho bạn biết là cái nguyên tắc của anh Khánh là khi học và chương trình là phải làm bài tập rất là nhiều và làm thật luôn. Và một sản phẩm tôi trải qua thì sẽ làm rất là nhiều những cái bố cục khác nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ thiết kế từ một cái sản phẩm nhỏ nhất, đó là thiết kế background cho các visit. Bạn biết background cho các visit là cái lớp nền cho các visit ấy. Các bạn có thấy là đi gặp nhau chúng ta hay cầm các visit đưa cho nhau không? Ok. Chúng ta phóng to một tí xíu. Nhìn này. Thì các bạn có thấy rằng cái các visit nó là hình chữ nhật đúng không ạ? Hôm nay tôi chưa dạy bạn về kích thước nhá. Tôi chưa dạy bạn về hình vuông đúng nghĩa nhá. Bởi vì cái bài này nó liên quan đến 2 tiếng. Dạy 2 tiếng full nói. Nói cực kỳ là nhanh mà còn không hết. Tôi nói cho bạn biết luôn, chưa có ai mà dạy cái hình vuông người nâu như tôi đâu. Đó thì tôi sẽ dùng cái hình vuông tôi vẽ tạm. Các bạn nhìn hình này chưa? Việc đầu tiên tôi sẽ chọn một cái màu theo cái mà tôi muốn, theo đúng cái màu sắc mà khách hàng người ta thích. Tôi chọn màu xanh. Công nghệ thông tin người ta cũng hay dùng màu này. Và phần thứ hai tôi sẽ làm cho nó cái nét nó mất đi. Có đồng ý không? Đấy, tôi làm đúng lần lượt giống như vừa rồi. Sau khi làm xong tôi trở về phím V là thoát và rất lệnh. Và tôi chọn vào màu sắc. Nào, phóng to. Đẩy sang phải, sang trái. Nào, thì các bạn có đồng ý với tôi là để muốn copy lên phía trên, người ta dùng lệnh gì ạ? Copy lên phía trên. Chưa có đóng khung đúng không? Em thấy vất vả chưa? Đấy, Ctrl C và Ctrl F. Nên tại đây là một trong những kinh nghiệm mà hồi xưa tôi đã dạy quá nhiều học sinh rồi. Có những học sinh là các bạn phải sắm hai màu. Có học sinh là có một màu thôi. Ok, phải đóng cố. Đúng không ạ? Nào, Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là gì? Là copy lên phía trên đối tượng gốc. Vậy thì bây giờ tôi sẽ dùng một cái màu, đó là màu ghi, cho các bạn dễ nhìn hơn. Bạn nhìn màu ghi thôi chưa? Và đồng thời tôi thay đổi kích thước của tỷ lệ, đó là công cụ tính năng phím V đấy. Là thay đổi kích thước tỷ lệ của hình. Tôi sẽ đẩy từ dưới lên trên này.
Bạn nhìn thấy tôi chưa? Mà tôi làm, tại sao tôi lại làm cái kia việc kéo lên mà lại không kéo xuống đây? Bởi vì với tỷ lệ như này thì các bạn nhớ một điều rằng logo người ta sẽ nằm ở bên tay trái. Đây là thiết kế cho những công ty nhà nước ấy, thì người ta không cần phải hoa hòe hoa xoáy, không phải uốn lượn, nó rất là thẳng. Làm hoa hòe hoa xoáy người ta cũng không chấp nhận. Về logo đây và tên công ty đây, ở dưới đây là chức danh, bên này là địa chỉ điện thoại email. Vậy thì chúng ta đã sắp xếp được cái bố cục của một cái sản phẩm rồi đấy. Tuy rằng hôm nay chúng ta chưa học chữ, nhưng ngày mai tôi sẽ lắp chữ vào đấy. Vậy thì hôm nay thiết kế các visit là 100% thì hôm nay tôi đã thiết kế được khoảng 20% rồi. Nếu tôi làm được lớp nền đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Thì các bạn nhìn này, trong thiết kế thì cần nhất là gì? Sắc độ. Sắc độ là gì? Nó có đậm. Bạn có nhìn thấy cái này là màu đậm không? Cái này là màu sáng. Đúng chưa? Người ta có tỷ lệ, các bạn có nhìn cái miếng hình màu xanh này to và cái miếng hình màu ghi này nhỏ không ạ? Sắc độ và tỷ lệ. Nó có to rồi, nó có nhỏ rồi, nó có đậm rồi, nó có nhạt rồi. Vậy thì nó lại có thiếu trung gian và thiếu tỷ lệ bé nhất, đúng không? Vậy tôi cho bạn xem, tôi sẽ chọn một đối tượng này. Nhìn đối tượng trên nhé, đây đối tượng gốc. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B là gì? Là copy xuống dưới, đúng không? Rồi, ok. Và đồng thời tôi thay đổi kích thước của nó luôn, tôi kéo xuống một tí xíu. Và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Các bạn nhìn này, chọn này nhá, nhìn thấy không? Ctrl C và Ctrl B bỏ. Tôi cầm đối tượng này kéo xuống dưới. Nhìn đúng không ạ? Và tôi chọn màu đậm hơn. Các bạn nhìn màu đậm hơn chưa? Và lúc này các bạn có thấy rằng ở đây nó có đậm, trung gian và sáng. Có tỷ lệ to, vừa và bé. Vậy thì khi mà tôi thiết kế như này thì cái sản phẩm tôi đã thiết kế dạng đó là an toàn. Hiểu chưa? Ok, tôi đã làm được sản phẩm an toàn rồi đấy. Thì đây có thể là một cái các visit được không ạ? Được. Nhưng cái này có thể là phong bì thư được không? Giống phong bì thư không? Đây là cái nắp của phong bì thư đây. Người ta có thể in được nhai mà, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải hình dung ra là chúng ta sẽ làm được cái gì. Vậy thì đây có thể làm một cách, đúng không ạ? Ok. Nhưng cách đó khi đưa cho khách hàng, người ta bảo một là người ta thích, hai là người ta bảo ui anh không thích cái này đâu, em phải thay đổi bố cục đi. Ok, vậy thì người thiết kế người ta cần rất nhiều bố cục khác nhau. Vậy tôi sẽ chuyển sang bên tay phải, chọn đối tượng. Tôi muốn copy ra nó thì tôi giữ phím man, tôi kéo sang bên này. Thì các bạn có thấy là tôi nhân bản thành hai cái không ạ? Đúng chưa? Đây hôm nay chỉ là cái lệnh quay lại tất cả thứ thôi á. Nào tiếp theo, tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là gì? Là copy lên gì? Lên trên. Tôi chọn một cái màu ghi được không ạ? Và lúc này tôi không đẩy từ dưới lên trên nữa mà tôi đẩy từ trái qua phải với tỷ lệ 1/3. Bạn nhìn tỷ lệ 1/3 chưa? Tỷ lệ 1/3 là một trong những tỷ lệ gọi là tỷ lệ vàng trong thiết kế. Các bạn đã bao giờ xem tạp chí chưa? Thỉnh thoảng có cái ảnh to đùng kéo từ bên này sang tràn sang qua cái phần giữa và kéo sang bên kia chưa? Nó chiếm tỷ lệ 2/3, còn 1/3 còn lại là để chữ đấy. Nên các bạn nhớ một điều rằng 1/3. Và tôi đặt logo chỗ này được không ạ? Tên này tôi đã đặt tên công ty được không ạ? Chức danh, địa chỉ điện thoại, email tôi đặt đây được không ạ? À, vậy thì có nghĩa là khi thiết kế người ta phải xác định là cái đất dành cho những đối tượng chúng ta đặt trên đó. Bạn thiết kế cho ảnh thì bạn phải nhớ là chỗ nào dành cho ảnh, chỗ nào phải dành cho chữ chứ. Chứ có nhiều người làm ảnh xong rất là đẹp rồi muốn tôi là cho chữ hạ cánh, đích hạ cánh được. Tập vào chỗ nào cũng không được cả. Vậy thì bạn là người thiết kế, bạn phải tính trước. Hiểu cái đấy chưa? Và khi mà tôi chọn xong, tôi sẽ cho bạn xem một cái tiêu chí như sau. Tôi chọn đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B là gì? Là copy xuống dưới. Tôi đẩy từ trái qua phải một chút xíu thì các bạn nhìn thấy hình này to hơn chưa? Thì bất cứ một đối tượng nào vẽ ra nó đều có lệnh opacity. Nhá, ngoài cái màu này nó có opacity, có nghĩa là thay cho việc giống như cái miếng kính của em đấy. Nếu mà 100% là không có trong. Nhưng mà tôi đánh 50 sao? Nó trong 50%. Các bạn nhìn này nhá. Nhìn này, tôi kéo ra ngoài cho bạn xem, nó hơi mờ mờ. Nhìn mờ mờ chỗ này chưa? Đấy, vậy có nghĩa là cái này opacity bằng 50%, nhìn không? À, và cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào đây, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo nữa, tôi đẩy sang phải một tí nữa và tôi chọn với giá trị 20%, sắc độ đây ạ. Mọi người nhìn sắc độ chưa? Vậy thì ở đây là người ta có đậm này, có trung gian này, có sáng này và sáng hơn nữa này. Vậy thì mọi người thấy là chuyển độ nó sẽ rất tốt. Đúng ạ. Hiểu cái này chưa đã? Cùng là một bố cục này, người ta có thể tạo ra nhiều loại bố cục khác được không? À, có những khách hàng các bạn à, ồ cái này anh có thể chọn vào cái màu xanh lá cây cũng được không ạ? Được, chả sao cả. Đây là ngang và đây là dọc. Không ngang thì dọc, đúng không? Tôi sẽ copy xuống sản phẩm tiếp theo, giữ phím man. Trong thiết kế người ta có thể ấn vào lệnh như sau là copy được không ạ? Nào các bạn nhìn này, Ctrl C, Ctrl F, tôi đẩy từ trái qua phải được không ạ? Với một cái màu.
Và tôi chọn một cái màu đó là màu trắng được không? Tôi gõ cái này bằng bao nhiêu ạ? 10 được không ạ? 15 được không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái miếng của tôi nó hơi mờ mờ chỗ này không? Tại sao lại mờ mờ? Bởi vì nguyên tắc của nền là gì? Không bao giờ lấn át hình chính. Nhân vật phụ không bao giờ lấn át hình chính được. Đúng không ạ? Các bạn biết rằng người ta chỉ có giá trị tôn sản phẩm lên thôi, chứ làm gì có nuốt sản phẩm đi. Vậy thì nếu một cái sản phẩm của bạn là trơn, nhìn trơn chưa? Thì đằng sau, đằng dưới này nó sẽ cực kỳ phức tạp. Thì cái giá trị của cái trơn này nó mới có giá trị. Vậy thì cái này ông này trơn rồi, cái này cũng trơn nữa thì vứt. Bởi vì nó không tôn được sản phẩm của em lên. Nhá, người ta tôn bằng cách gì? Dùng màu. Cách tôn nữa là gì? Dùng về chất liệu. Nhẵn sần. Các bạn đi nhẵn với sần không ạ? Hiểu chưa? Rồi ok. Thì vừa rồi tôi có tạo ra một cái miếng này đúng không ạ? Các bạn có đồng ý với tôi là tạo miếng này không ạ? Và các bạn biết là cái lệnh copy người ta giữ phí man chưa? Đã nhìn thấy cái lệnh copy của phí man vừa rồi tôi copy chưa? Nào, bây giờ tôi giữ phí man, tôi đẩy đối tượng này sang phải. Các bạn nhìn thấy kéo sang phải thì có vẻ là copy không ạ? Nhưng nó sẽ không bị, nó không thẳng hàng các bạn ạ. Vậy thì tôi ở giữ shift thì nó sẽ thẳng hàng. An là copy, shift là thẳng hàng, kéo sang phải là copy thẳng hàng sang bên tay phải. Các bạn đồng ý tôi cái này không ạ? Và tôi sẽ kéo vào đây một chút xíu thì các bạn sẽ thấy à, tôi có miếng thứ hai. Nhìn có miếng thứ hai chưa? Và sau khi đã có miếng thứ hai thì trong cái input nó có một cái lệnh rất là hay, đó là nhắc lại cái lệnh mình vừa làm. Lệnh vừa làm của mình là gì? Là copy thẳng hàng sang bên tay phải. Thì bây giờ tôi chọn vào nó và tôi chỉ cần ấn vào Ctrl D thôi. Ctrl D chính là nhắc lại cái lệnh mình vừa làm. Ctrl D này các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này chưa? Và tôi ấn vào Ctrl D hết cỡ thì các bạn có thấy là tôi đã tạo ra mặt sau của một cái các visit không ạ? Nếu các bạn chỉ cần thay đổi màu cái này cho tôi là màu nâu, các bạn yên tâm là các bạn sẽ đến với cà phê và bánh mì. Đã giờ đi ăn bánh mì chưa? Thì đây là màu sắc của cà phê và bánh mì đấy ạ. Nhìn thấy màu sắc của cà phê và bánh mì chưa? Đấy, có nghĩa là mình đã nói cho các bạn biết là mà các bạn về nhà tìm hiểu màu sắc theo sản phẩm thì bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ rồi. Ok, chuyển sang bên này một tí nữa, chúng ta sẽ làm sao thiết kế một cái sản phẩm nữa. Nào, tôi không thích nghe dọc, tôi thích nghe nó Ctrl C, Ctrl F. Tôi sẽ đẩy từ dưới lên trên. Và tôi chọn một cái màu trắng. Opacity tôi sẽ đặt là 15. Có nhìn thấy chỗ này hơi mờ mờ không? Nào, tôi kéo đối tượng này xuống dưới bằng phím An là copy. Giữ shift là thẳng hàng, An shift là copy thẳng hàng xuống dưới. Tôi kéo xuống dưới nào. Vậy thì khi mà tôi có được cái miếng thứ hai thì tôi dùng lệnh gì ạ? Ok, Ctrl D. Hiểu cái Ctrl D chưa? Và lúc này chúng ta đã có được phương án số 4, 1, 2, 3, 4. Vậy thì cùng là một cái các visit mà tôi phải vẽ ra rất nhiều những cái ứng dụng cho các bạn là không dùng cái này, dùng cái kia. Thì sau này bạn đi làm chiếc cái các visit thì bạn biết là thực sự là bạn mới mạnh. Bạn biết là người chiều với khách hàng. Khách hàng nó bảo không thích ngang, thôi em không còn bố cục nữa, thôi em nghỉ. Nhưng mà nếu em có nhiều bố cục thì em lại phải thiết kế cho họ một cách khác. Như vậy thì người ta sẽ rất là thích. Và cuối cùng người ta kiểu gì người ta cũng chết với em thôi. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy còn cách nào nữa không? Còn chưa. Là thiết kế thì không bao giờ thiếu. Vấn đề là chúng ta đi nhìn nhiều rồi. Tôi là người nhìn nhiều nên tôi biết. Tôi quét qua đây một tí. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu tím đậm à, ví dụ tôi chọn hơi tím như này đúng không ạ? Nhìn chưa? Màu rất là thắm. Tôi sẽ quét qua đây một tí. Và tôi sẽ dùng một cái ô vuông tôi vẽ ở đây. Tôi giữ shift tôi vẽ một cái thì có vẻ đây là một cái ô vuông. Nhưng tôi chọn màu trắng luôn. Nhìn màu trắng chưa? Tôi sẽ chọn cái opacity là bằng 80. Đây là chuyển độ tôi làm cho bạn xem nhỉ. Tôi, sau khi đã có một cái rồi tôi giữ phím An tôi copy sang phải. Giữ phím An là copy, giữ shift là thẳng hàng, copy sang phải. Tôi sẽ chọn cái này 60 thì có vẻ là cái sắc độ nó khác nhau ạ. Và cũng đồng thời tôi cầm cái 60 tôi copy xuống dưới một tí nữa thì tôi lại có được cái thứ. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo chúng ta lại copy sang tay phải một tí nữa. Chúng ta sẽ chọn là 40. Như nữa. Và tôi lại copy xuống đây đi ạ. Cầm này kéo xuống đây. Vậy thì các bạn có thấy vừa rồi tôi vừa là copy theo chiều chéo, giữ phím An và copy theo chiều chéo, tôi có thể nhắc lại được không ạ? À, vậy thì Ctrl D chính là nhắc lại mà, Ctrl D. Thấy chưa ạ? Muốn làm nhanh không ạ? Làm nhanh hay không là bạn phải hiểu đúng nghĩa việc là Ctrl D là gì. Chứ còn là bạn chỉ hiểu là ơi anh Khánh là copy sang phải, ơi copy xuống dưới, vậy thì bạn đấy là bạn quá thuộc về. Phải hiểu đúng nghĩa nha, thì em mới là thực sự là người cực kỳ nhuyễn về mặt bố cục. Thì có nhiều người bảo là đi học thiết kế nâng cao. Nâng cao là cái gì? Nâng cao không giờ làm được việc. Tôi nói cho bạn biết luôn. Người ta chỉ có là thiết kế và người ta dựa vào kinh nghiệm thôi. Ông làm năm bản thiết kế nhưng bây giờ ông nâng cao gì? À, có nghĩa ông vẽ một con rồng đúng không?
chả ai thuê ông cả, bởi vì có ai làm rồng đâu, đúng không? Nhưng người ta lên một sản phẩm nhưng mà lại thấy đẹp, người ta chấp nhận in của bạn, vậy thì đấy là thực sự là nâng cao đấy, bởi vì nó liên quan đến kinh nghiệm. Chứ có nhiều người hiểu hơi bị sai, chứ còn tôi nói cho bạn biết tôi vẽ cái quái gì tôi cũng vẽ được, mà tôi còn không nói bảo vậy nâng cao, có nghĩa là nâng cao ông phải hiểu theo đúng nghĩa cái thể loại nâng cao đấy, tôi nói là không thèm chấp. Nếu mà nâng cao đấy bạn lên trên YouTube đi, đầy thằng vẽ rất là kinh khủng, nhưng tôi nói cho bạn biết tôi không bao giờ thèm chấp cái loại đấy, bởi vì làm ra sản phẩm đấy ông có thể thích thi không thì với tôi, ông làm bản thiết kế đi, một cái bản banner rồi ok, hay là cái gì đó poster rồi đấy, ông làm đẹp và tôi cũng làm, và vấn đề là khách hàng người ta có chấp nhận không? À, đừng có nghĩ là cứ chuyên nghiệp là được nhá, khách hàng có chấp nhận được không? Vấn đề là quan trọng đấy. Là tiếp theo tôi sẽ kéo xuống đây một chút xíu, tôi chọn giá trị này 20% giảm độ đúng không? Tôi tiếp theo tôi copy lên đây một tí nữa, thì có phải Ctrl D không? Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ copy lên đây. Thì các bạn nhìn tôi sẽ gõ 10 được không ạ? Tôi copy xuống dưới này được không ạ? Đấy các bạn nhìn thấy Ctrl D. À, tiếp theo tôi sẽ copy xuống một lần nữa, tôi xuống 5 được không ạ? Và tôi lại copy lên trên một tí nữa được không ạ? Và Ctrl D. Và các bạn nhớ một điều rằng đây là trang trí của một góc của một sản phẩm. Hiểu cái này chưa? Đúng không? Vậy thì với cái bài như hôm nay thì chúng ta đã làm tạm được 5 sản phẩm như thế này rồi. À và bây giờ người ta đã đặt ra câu hỏi bảo anh Khánh em thấy nào, anh vừa rồi vừa nói cái lệnh là Ctrl C và Ctrl F và Ctrl C, Ctrl B mà em chưa hiểu là chúng ta dùng nó trong trường hợp nào. Em thấy hai cái này giống nhau mà. À, vậy bây giờ tôi sẽ làm cho bạn xem giống nhau nhá. Nhìn này, tôi sẽ copy ra một cái sản phẩm tiếp theo Ctrl. Nhìn này. Tôi sẽ làm giống nhau cho bạn, Ctrl C, Ctrl F, tôi sẽ đẩy từ trái qua phải. Một tỷ lệ đó là màu trắng. Tôi chọn với giá trị như sau. Nhìn nhá. Ctrl C, Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B là gì? Copy xuống dưới mà tôi đẩy xuống đây và tôi đặt là 50%. Ctrl C, Ctrl B tiếp theo tôi sẽ đẩy về đây là tốc độ 20% nữa. Được chưa? Tôi đã làm xong cái đầu tiên và cái này tôi sẽ đặt cho nó một cái màu. Ví dụ màu nâu. Tôi copy xuống sản phẩm số 2, tôi làm tương tự, Ctrl C, Ctrl F, tôi sẽ đẩy từ trái qua phải. Tôi chọn màu trắng. Tôi ấn vào Ctrl C. Ctrl C, Ctrl F, tôi sẽ đẩy sang bên tay phải, nhìn thấy chưa? Tôi đặt 50. Tiếp theo tôi sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F tiếp theo nữa, tôi sẽ kéo lên đây. Và tôi sẽ đặt là 20%. Các bạn có thấy giống nhau? Có gì khác nhau không? Có gì khác nhau không em? Không gì khác nhau, giống nhau. Em thấy có khác nhau không? Không đúng. Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng là tất cả sản phẩm bạn làm ra, tôi đảm bảo cho bạn biết là không bao giờ khách hàng người ta chấp nhận ngay. Các bạn đồng ý tôi điều này không? Không bao giờ chấp nhận ngay. Trừ trường hợp ông là người yêu của nó. Ví dụ khách hàng của mình là nam, mình là người yêu nó, thì nhận đi còn gì nữa. Thì ok người ta vẫn chấp nhận, nhưng mà vấn đề là nha. Ví dụ khách hàng người ta bảo đây là Ctrl C, Ctrl B đúng không ạ? Em cho cái này này, cho cái miếng giữa này, nó thụt vào một tí cho anh, hay đùi vào một tí cho anh, không thích bằng nhau. Ok, vậy thì các bạn coi nhìn thấy Ctrl C, Ctrl F thì nó lên phía trên đúng không? Tôi thích vào đây không được, bởi vì cái thằng nó lên trên mà. Nên em thích là thích cây ra cùng, nhìn lên cái ngoài cùng chưa? Em lại phải mất công em chọn vào đây, em kéo nhà. Rồi em mới đặt vào như này. Em có thấy mất thời gian không? Nhưng riêng Ctrl C, Ctrl B thì các em nhìn này, em muốn chọn cái này đúng không? Tích vào đây, chỉnh luôn. Nên cái vấn đề là chúng ta lúc mà muốn cho lên trên hay là cho xuống dưới thì chúng ta phải quản lý được cái đối tượng mà chúng ta đang nằm ở vị trí nào để chúng ta tích và chọn cho nó dễ. Hiểu cái này chưa đã? Và cái bài này phải được sử dụng rất là nhiều lần. Tại sao tôi nói các bạn là sử dụng 10 đến 20 lần thì các bạn mới rút ra kinh nghiệm rồi. Chứ các bạn không làm được 20 lần thì các bạn lại quay trở về cái công thức của tôi. Lại trả về bài của tôi đấy. À, cũng tương tự như vậy thì người ta có thể làm ra những sản phẩm gì nữa, tôi sẽ làm cho bạn này, nhìn này. À, có những người người ta thiết kế nhảy Ctrl C, Ctrl F, người ta kéo từ trái qua phải, từ phải qua trái và một trong một trống, tôi sẽ chọn là 10. Cái này được gọi là thiết kế bìa sách bìa vở đấy. À, Ctrl C, Ctrl F, tôi đẩy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới và tôi lại chọn vào màu sắc màu trắng và tôi chọn là 10. Các bạn nhớ tránh trường hợp nha, các bạn chọn màu này và đúng nguyên màu này bạn giảm opacity sẽ không tác dụng nữa, bởi vì nó cùng một màu mà. Nó phải là màu trắng khác biệt về sắc độ thì nó mới tạo ra alpha được.
Hiểu cái này chưa? Thì các bạn nhìn đây là một loại. Chỗ này tôi đặt logo và tên công ty, chỗ này chức danh địa chỉ điện thoại email. Đây cũng là một cách. Ok. Tiếp theo người ta cũng có thể làm ra một cách này nữa, người ta copy xuống dưới, người ta vẽ một cái miếng cực kỳ to. Tôi sẽ chọn nó, đây là màu trắng. Và tôi sẽ chọn cái này là 10%. Tôi có thể ra góc của đối tượng được xoay không ạ? À, Ctrl C, Ctrl F nữa thì tôi sẽ ra góc biểu tượng tôi xoay nhảy được không ạ? Các bạn thấy chưa? Vậy thì các bạn có thấy rằng là cùng một cái bài như thế tôi đã làm cho bạn làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chưa? 7 sản phẩm bánh background. Hiểu cái này chưa đã? Nhớ cái này chưa? Rồi, ok. Bây giờ thì các bạn có thể ngồi luyện một chút xíu. À, em có phần mềm chưa? Vừa mới phải cài để xóa những cái video error. Ok. Yeah. Thế thì vào mạng phải download thôi, tại vì anh không có bản dành cho cái máy Mac của em. Em cài đúng không? Ok. Bản 5 thôi cũng được, thôi dùng tạm vậy, để 1-2 hôm nữa thì chúng ta sẽ cài tiếp. Còn em sẽ xem bên em thực hành nhé. Nhìn chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại một chút xíu. Đây mình đã quay rồi.